Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện hay 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Dĩ Thậm. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 711, Khai Quốc Bí Ẩn. Không trung bao la. Nơi đây đã rời xa Thanh Giang. Trang Cao Tiện quay người trở lại, Đỗ Như Hối vừa vặn một bước đạp đến trước người. Quốc tướng mới vừa vì sao ngăn đón trẫm? Hắn nhạt phát thanh hỏi. Quốc chiến mới thắng, quốc cương bên ngoài mở. Nhưng cùng lúc đoàn tướng quân bị phế, hạ tướng quân chiến tử, Đồng Á cũng bị bất hạnh. Hiện tại Trang Quốc còn rất cần Tống Hoành Giang. Đỗ Như Hối nói, tại huyết thống bên trên, hắn nếu là bệ hạ cữu gia gia, Trang Quốc liền càng cần hơn hắn. Chiến lực như vậy, không nên chết tại trong tay bệ hạ. Hắn chú ý tới, tại hắn nói đến cữu gia gia thời điểm, Trang Cao Tiện nhíu nhíu mày. Trang Cao Tiện dạng này quốc chủ, hỉ nộ không lộ, sẽ không tùy tiện biểu lộ cảm xúc. Sở dĩ để hắn phát giác được điểm này, đơn giản là đặc biệt nói cho hắn chú ý ngôn từ, loại lời này quốc chủ không thích lại nghe. Đỗ Như Hối trí tuệ phi thường có thể minh bạch điểm này, nhưng nét mặt của hắn phi thường thản nhiên không thích nghe, cũng phải nghe. Có đôi khi sự thật làm sao không trọng yếu, quốc chủ tâm tình như thế nào cũng không trọng yếu. Đối với Trang Quốc xã tắc phải chăng có lợi mới trọng yếu. Đạo lý này, Trang Cao Tiện đương nhiên hiểu. Cho nên hắn chỉ là hơi dừng một chút, liền đi vòng, nhưng hắn nuôi ma sự tình, cuối cùng là tai họa ngầm. Không cần nói đối với người khác thế nào, đối với Đỗ Như Hối, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tôn trọng. Tại hắn hay là thái tử thời điểm, Đỗ Như Hối chính là lão sư của hắn. Tại hắn bế quan dưỡng thương thời điểm, là Đỗ Như Hối một tay chống đỡ bảo vệ xã tắc. Bao quát hắn thành liền chân nhân. Trinh phạt Ung Quốc, cái này một hệ liệt đại sự bên trong, Đỗ Như Hối đều đóng vai trọng yếu nhất nhân vật. Cái này một phần tôn trọng chuyện đương nhiên. Nếu như bệ hạ cử thế vô địch, coi như nuôi ma, ai dám đến trừ ma vệ đạo. Tùy tiện một lời giải thích, liền sẽ được tôn sùng là chân lý. Trái lại, nếu như bệ hạ tay trói gà không chặt, tùy tiện đến cái người nói ngài nhập ma, ai lại sẽ vì ngài chứng minh. Cho nên đối với chuyện như thế này, cuối cùng nhìn chính là thực lực. Đỗ Như Hối hỏi ngược lại. Vì để tránh cho tương lai phong hiểm mà tự chém nó cánh tay, tự gọt thực lực, đây chẳng lẽ là lựa chọn sáng suốt sao? Tại hôm nay dự biết bí sự phía trước, hắn sẽ không đồng ý bởi vì Tống Hoành Giang mạo hiểm. Nhưng ở biết được Tống Hoành Giang thân muội muội là Trang Cao Tiện tổ mẫu, Tống Hoành Giang bản nhân là Trang Cao Tiện huyết thống bên trên thân cữu gia về sau, dĩ vãng đối với Tống Hoành Giang cử chỉ rất nhiều nghi hoặc, liền đều có giải thích. Nhất là Tống Hoành Giang không tiếc nuôi ma lấy lưu lại Tống Uyển Khê, dù là biết rõ nhập ma về sau đã không phải người. Vẫn cam mạo lớn sơ suất đến đi việc này. Hắn cùng Tống Uyển Khê ở giữa huyết mạch thân tình, sâu vô cùng đến trọng. Phần này huyết mạch thân tình, là rất có thể sẽ rời tình đến Trang Cao Tiện trên người. Liền hiện tại đến nói, Tống Hoành Giang độ tin cậy đã tăng nhiều. Đối đãi như vậy Thanh Giang thủy tộc phương lược, tự nhiên cũng muốn làm ra tương ứng điều chỉnh. Hắn một mực dạy bảo Trang Cao Tiện, làm người quân giả không cái người hỉ ác, hết thảy lấy xã tắc lợi ích làm trọng. Một cái đáng tin Tống Hoành Giang, tuyệt đối đáng giá bốc lên chút phong hiểm, mà lại nguy hiểm này chưa chắc có trong tưởng tượng lớn như vậy. Đáy nước ma quật đã giấu giếm 218 năm, về sau có hắn cùng Trang Cao Tiện yểm hộ, nơi này sẽ chỉ bí mật hơn. Trang Cao Tiện hơi chút trầm mặc, trực tiếp tự nói sai lầm, quốc tướng nói đúng lắm, là trẫm có chút thất thố. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Tống Hoành Giang nói tới vị kia cốc y, ra sao lai lịch, sử không rõ năm, xuất thân bình thường. Làm sao dám hại Thanh Giang thủy quân muội muội, thái tổ hoàng hậu. Hắn quan sát dưới chân núi non sông ngòi, đây là Trang Quốc Giang Sơn xã tắc, hiện tại vì hắn độc hữu, bây giờ lại suy nghĩ thái tổ kiến quốc cố sự, ở giữa tựa hồ có không ít bí ẩn tồn tại. Tống Hoành Giang hiển nhiên đã sớm có suy nghĩ, lúc này không người trả lời, nếu như lão thần không có đoán sai. Nàng hẳn là cùng Bạch Cốt Đạo có quan hệ, thậm chí, chính là năm đó Bạch Cốt Đạo thánh nữ. Bạch Cốt Đạo. Trang Cao Tiện hiển nhiên đối với cái suy đoán này rất là ngoài ý muốn. Thái tổ Trang Thừa Càn trong hậu cung, làm sao lại có Bạch Cốt Đạo thánh nữ? Năm đó lịch sử ghi chép có chút sai lầm, rất nhiều chân tướng đều đã chôn vùi. Nhưng lão thần lục soát kiếm tư liệu lịch sử, vẫn có chút tâm đắc, hôm nay nghe thủy quân một lời nói, lẫn nhau xác minh, đại khái hiểu rất nhiều. Đỗ Như Hối nhìn Trang Cao Tiện một chút, liền kém không có nói thẳng Trang Quốc Thái tổ Trang Thừa Càn, năm đó sửa chữa sách sử ghi chép, mịt mờ chân tướng lịch sử. Xưa nay sử bút như sắt, làm người quân giả nhúng tay sách sử ghi chép, là rửa không sạch chỗ bẩn. Bản triều Thái Tổ công tích có ba. Nhất viết chống lại Hàn Ân, thành lập Trang Quốc tông miếu. Nhị viết tiến hành cải cách tận gốc, càn quét tà giáo Bạch Cốt Đạo. Tam viết liên cảnh hợp đạo,
ổn định Trang Quốc xã tắc, đặt vững trường trị cửu an cơ sở. Cái gọi là liên cảnh hợp đạo, tất nhiên là mỹ hóa thuyết pháp. Kỳ thật chính là thần tại cảnh quốc, gia nhập đạo quốc phụ thuộc hệ thống, thu hoạch được cảnh quốc tại chính trị và tài nguyên bên trên duy trì. Đương nhiên, tại năm đó địa thế phía dưới, đây tuyệt đối là linh dương ngóc sừng một bước. Trang Quốc Thái Tổ Trang Thừa Càn tầm mắt rộng lớn, không tại trong cục. Thoát khỏi Tần Ung các phương quấy nhiễu, nhảy ra tây cảnh vũng bùn, dẫn tới cảnh quốc vào cuộc, một lần hành động thoát khỏi khốn cảnh, quả thực là hạ cờ tuyệt diệu. Đối với Trang Quốc xã tắc đến nói, hoàn toàn có thể được xưng là một cái đại công tích, nhưng Phong Lâm Thành vực sự tình về sau, bản triều lại diệt Bạch Cốt Đạo. Lão thần lúc rảnh rỗi, không khỏi nghĩ đến một vấn đề, lúc này Bạch Cốt Đạo, là Âu Dương Liệt, Lục Diễm mấy người lão mà mấy trăm năm kinh doanh nổi lên, mà năm đó Thái Tổ chỗ càn quét Bạch Cốt Đạo, lại quật khởi tại khi nào đâu. Đỗ Như Hối thấp giọng nói, sách sử chưa năm. Trang Cao Kiện sắc mặt không thay đổi, trong lòng sóng lớn không lộ nửa phần. Đỗ Như Hối ý tứ đã hết sức rõ ràng, hắn như thế nào nghe không hiểu. Vị này Trang Quốc hôm nay quốc tướng, hoài nghi năm đó Trang Thừa Càn lập quốc, dựa vào trong sức mạnh, có Bạch Cốt Đạo tồn tại. Thậm chí Bạch Cốt Đạo chính là, duy trì Trang Thừa Càn lập quốc lực lượng chủ yếu một trong. Trang Thừa Càn một mặt cùng Tống Hoành Giang kết làm huynh đệ, uống máu ăn thề, sắc phong Tống Hoành Giang muội muội Tống Uyển Khê là hoàng hậu, vì để tránh cho nhân quân cùng thủy tộc thông hôn ảnh hưởng, Tống Uyển Khê đổi tên Hề Uyển. Còn mặt kia, hắn lại nạp Bạch Cốt Đạo thánh nữ Cốc Y làm phi, mượn nhờ Bạch Cốt Đạo lực lượng, có Thanh Giang thủy tộc cùng Bạch Cốt Đạo duy trì, Trang Thừa Càn mới lấy đối mặt Ung Quốc cường đại áp lực, thành công lập quốc. Cốc Y mưu hại Tống Uyển Khê, không thể coi là đơn giản tình cảm gút mắc, càng nhiều có thể là phía sau Bạch Cốt Đạo cùng Thanh Giang thủy tộc lợi ích tranh đấu. Mà Trang Thừa Càn lựa chọn Thanh Giang thủy tộc, tự tay giết chết Cốc Y, càn quét cảnh nội Bạch Cốt Đạo. Về sau trang cảnh bên trong Bạch Cốt Đạo hành quân lặng lẽ, Tống Hoành Giang thì làm 800 dặm Thanh Giang chủ nhân, xưng là thủy quân, cùng Trang Thừa Càn cũng ngồi, thì là loại này đấu tranh kết quả. Đồng thời càn quét Bạch Cốt Đạo chuyện này, lại vì Trang Thừa Càn dựng vào đạo môn tuyến, sáng tạo điều kiện. Bạch Cốt Đạo loại này tự xưng là đạo môn chính thống tà giáo, chính là đạo môn kiêng kỵ nhất. Bao quát Thái Tổ Trang Thừa Càn thân là đương thời chân nhân, vì sao tại lập quốc mấy chục năm sau liền chết đi, sách sử ghi chép nói là bị thương nặng không trị, nhưng hiện tại xem ra, rất có thể cùng Bạch Cốt Đạo trả thù có quan hệ. Những thứ này kinh tâm động phách chuyện cũ, đều tiềm ẩn tại như khói trong lịch sử. Chỉ cần hơi chút chảy vuốt là được mới ra đặc sắc tuyệt luân vở kịch. Đáng tiếc năm đó trên sân khấu nhân vật đều đã tan biến, lúc đến bây giờ, vẻn vẹn có một cái nhập ma Tống Uyển Khê, một cái kéo dài hơi tàn Tống Hoành Giang. Đây là thời gian tàn khốc chỗ, cũng là thời gian vĩ đại chỗ. Chương 712, chân tướng phơi bày. Quốc tướng. Trang Cao Kiện trầm ngâm một hồi, nhìn xem Đỗ Như Hối nói, thật cũng tốt, ngụy cũng được. Là tôn giả húy, vì đi người ẩn. Có chút sự tình trẫm không muốn lại đề lên. Đúng. Đỗ Như Hối khẩn tiếng đáp, trời xanh bất hạnh, rồi nảy ra thế gian. Tiên hoàng đột nhiên băng hà, tạo thành rất nhiều bí ẩn tuyệt tự. Không phải những chuyện này, lão thần không được biết, bệ hạ lại hẳn là biết được. Trang Cao Kiện biểu thị qua lại lịch sử liền để nó đi qua, cũng không muốn giật xuống chính mình tổ phụ tấm màn che, cái này cũng là bảo vệ cho hắn bản nhân chính đáng tính. Mà Đỗ Như Hối đối với cái này biểu thị đồng ý, hắn phân tích chân tướng, tìm về lịch sử. Chỉ là bởi vì xem như quốc quân, có thể lựa chọn đối mặt, che lấp hoặc là phủ nhận chân tướng, nhưng không thể không biết nói ra chân tướng. Trang Cao Kiện nhìn về phía vòm trời chỗ càng cao hơn, nhìn thẳng mặt trời gay gắt, trẫm thuận thiên tuân mệnh, mới nhận đại thống. Hoàng Văn Dương võ, mới mở quốc cương. Nơi mắt nhìn thấy, chí chỗ hướng. Hùng tâm chỗ đến, đâu chỉ vạn dặm. Đỗ Như Hối biết, Trang Cao Kiện hay là rất để ý trên người hắn thủy tộc huyết mạch. Cho nên không người đáp, bệ hạ tự nhiên là danh chính ngôn thuận, hoàn toàn xứng đáng quốc chủ. Không thua Ung Minh, càng hơn Thái Tổ. Thần tâm cái gì cường tráng, nguyện rèn luyện mà đi. Trang Cao Kiện quay đầu, duỗi ra hai tay, đem hắn đỡ lấy, quốc tướng trung tâm, trẫm tất nhiên là biết rõ. Bằng không thì cũng sẽ không phó thác quốc sự. Hắn ngắn gọn suy đoán nghĩ, hỏi, trẫm đã dò xét qua, giết chết đồng tướng hung thủ không tại Thanh Giang. Đỗ tướng còn muốn tiếp tục đuổi tra được sao? Đỗ Như Hối lắc đầu cười khổ, ta lúc trước đi thủy phủ, chỉ là bởi vì phụ cận chỉ có Thanh Giang thủy phủ có thể che đậy ta điều tra. Hiện tại xem ra, hung thủ cũng đã che đậy thủ đoạn của ta, thiên tức quyết dù sao không trọn vẹn, rất nhiều không đủ. Ngược lại là ta mù quáng tự tin, tự tiện xông vào Thanh Giang thủy phủ. Thật sự là cản rỡ. Nếu không phải Đỗ tướng lần này cản rỡ, trẫm làm sao có thể biết ma quật sự tình. Chính là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Trang Cao Kiện rộng phủ một câu, còn nói thêm, đồng tướng đã bất hạnh, hung thủ lại không thể nào tìm kiếm.
Vậy cái này sự kiện muốn thế nào giải quyết tốt hậu quả, Đỗ tướng cần có cái chương trình. Đỗ Như Hối đáp, bệ hạ yên tâm, lão thần tự có dự án ứng đối. Cái này một quân một tướng, trò chuyện với nhau tại trời cao. Nhân sinh đến tận đây, chính là nhất hăng hái thời khắc. Bên người mây bay ngàn đoá, dưới chân núi sông mênh mang. Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối đã rời đi tòa này thượng cổ ma quật. Tống Hoành Giang lẳng lặng ngốc tại chỗ, chậm rãi dựa vào xuống tới, một mình tại trên thềm đá ngồi một hồi. Giấu giếm 218 năm bí mật, tại hôm nay bại lộ, trong lòng của hắn cảm thụ rất phức tạp. Nhưng vô luận như thế nào, Trang Cao Tiện không có ngay tại chỗ trở mặt, Thanh Giang thủy tộc không có đi hướng xấu nhất kết cục, cái này đương nhiên hẳn là chuyện tốt. Hắn ngồi dựa vào bản thân muội muội Lưu Ly quan tài bên cạnh, khẽ động khóe miệng muốn cười một cái, nhưng không biết tại sao trên mặt mát lạnh, mấy giọt chọc lệ rơi xuống. Hắn loại tồn tại này, vốn là không thể nào rơi lệ. Đây là 218 năm trước thương tâm, tiếp tục cho tới bây giờ. Lão nhân có chút luống cuống đem cái này mấy giọt nước mắt lau đi, lại đứng lên. Nên đi, hắn nói với mình. Không cần nói đến cỡ nào hoài niệm muội muội. Nhiều năm như vậy đến, hắn từ đến sẽ không ở nơi này đợi lâu, bởi vì càng ở lâu, liền càng có bị người chú ý khả năng. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn quý trọng nơi này bí mật. Cuối cùng nhìn thoáng qua Lưu Ly trong quan muội muội, hắn quay người đi ra ngoài. Tòa này vứt bỏ thượng cổ ma quật, phòng trong hết thảy đều là hắn chỗ quen thuộc. Hắn phát hiện sớm nhất nơi này, đây là hắn tuổi trẻ thời điểm thám hiểm một trong. Phía bên phải bên trong quật là Tống Uyển Khê khuê phòng, bởi vì nàng nói thích đáy nước ma quật cảm giác thần bí, cho nên tự mình cải tạo ra một gian tẩm cung, thỉnh thoảng sẽ tới đây ở. Về sau sự kiện kia phát sinh, hắn đem Tống Uyển Khê từ Trang Vương cung mang đi, nói muốn táng nhập tộc đàn cổ địa. Nhưng thật ra là đến nơi này, một bên an bài Tống Uyển Khê nhập ma, một bên giấu giếm được tất cả mọi người, tự tay bố trí bí ẩn trận pháp. Từ biên hoang bắt giữ âm ma, chứa vào huyết văn quan tài đá, dùng những thứ này âm ma ma khí, đến cung cấp nuôi dưỡng nhập ma thân muội muội. Hắn từng ở đây trầm mặc trịch trục, một mình hoài niệm chuyện cũ. Những cái kia vui vẻ qua thời gian, nhất là khiến người thần thương. Không có bao nhiêu thời gian. Hắn nghĩ, còng xuống lão nhân một mình đi đến bên ngoài quật, lưu luyến ánh mắt từ cái này từng tòa huyết văn trên quan tài đá đảo qua, hơi dừng một chút, rốt cục nhìn qua một vòng. Sau đó dọc theo tiến đến cái kia vào miệng, chậm rãi đi xa. Thanh Giang thủy phủ bên trong, cố trưởng công chúa Tống Uyển Khê tẩm điện bên trong. Khương Yểm thanh âm vội vàng, Tống Hoành Giang rời đi, rất nhanh liền sẽ về thủy phủ. Ngay tại lúc này, Khương Vọng không do dự, lập tức đảo ngược kết động ấn quyết, cả người bị một đạo ánh sáng xanh bao khỏa, trong khoảnh khắc lại trở về đáy nước ma quật. Căn này bạch ngọc trải đất, Minh Châu vì nến bên trong quật, ước chừng là Tống Uyển Khê còn sống, lúc dưới đáy nước trong động ma khuê phòng, cùng nàng tại thủy phủ gian phòng tương liên. Phong cách đều là nhất mạch tương thừa. Hiện tại an toàn sao? Đạp lên điêu có tế văn gạch, Khương Vọng một bên hướng trưng bày huyết văn quan tài đá bên ngoài quật đi, một bên tại Thông Thiên Cung bên trong hỏi. Khương Yểm rất chân thành đáp lại nói, nếu như Tống Hoành Giang không trở lại, nơi này chính là an toàn. Thế nhưng tại Đỗ Như Hối triệt để từ bỏ tìm kiếm trước đó, ngươi tuyệt đối không thể rời đi cái này. Hắn đánh gãy ở đây, im bặt mà dừng. Thông Thiên Cung bên trong, biến cố đột phát. Cái kia bày ra tại Thông Thiên Cung bên trong thần hồn biển hoa nháy mắt héo tàn, cái kia mặt ủ mày trao quấn tinh mãng đột nhiên dâng lên, mắt chuyển đen nhánh, cái một cái, liền đem giấu tại thần hồn trong biển hoa những cái kia nặc xà nuốt hết. Khương Vọng vì đề phòng tâm ma làm chuẩn bị nháy mắt bị phá, mà rõ ràng đã bị tâm ma chế tạo quấn tinh mãng đã bay nhanh mà tới, hình dung dữ tợn, hướng Khương Vọng đánh tới. Tại Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối, Tống Hoành Giang đều đã rời đi thời điểm, lúc này tòa này vứt bỏ thượng cổ ma quật đã là an toàn nhất, bí mật nhất địa phương, không người có thể tới quấy rầy. Cái kia yên tĩnh lại, tựa hồ đã bị chấn phong lại tâm ma, vào thời khắc này ngang nhiên phát động tiến công. Đồ cùng đến tận đây dao găm đã hiện. Chuyện xảy ra đột nhiên như thế, Khương Vọng một mực tại sinh tử một đường biên giới du tẩu, thần trí của hắn cũng thời gian dài bị ảnh hưởng đến hỗn hỗn độn độn, khó có thanh tỉnh. Lúc đó lại ngay tại nghe Khương Yểm nói chuyện, cận tồn không nhiều lực chú ý cũng bị thu hút. Từ bất kỳ một cái nào góc độ đến phân tích, đều rất khó có khác kết quả. Lần này tập kích hắn hẳn là căn bản không có cách nào kịp phản ứng mới đúng. Nhưng mắt đen tinh mãng vừa mới bổ nhào vào thần hồn của Khương Vọng phía trước, miệng to như chậu máu vừa mới mở ra. Liền nghe liên miên rít lên nổ vang. Cái kia cuồng liệt, bén nhọn tiếng vang. Là lít nha lít nhít gần 3.000 đầu màu đen nặc xà, từ thần hồn của Khương Vọng bên trong bắn nhanh ra, che ngợp bầu trời. Nó tiếng bạo liệt, như mũi tên bài không, như gió mạnh, như mưa rào, khoảnh khắc đem cái này mắt đen tinh mãng bao trùm. Cực lớn mắt đen tinh mãng, vừa đối mặt liền bị thần hồn nặc xà bầy rắn lật tung, đụng bay, ngã xuống đất.
dày đặc thần hồn nặc xà bò đầy mắt đen tinh mãng thân thể, đem từng tiếng trầm đục, mai một tại trong đó. Một đoạn đường này đường bên trên, một mực tỉnh tỉnh mê mê, vội vàng hấp tấp, do dự không quyết định Khương Vọng. Lại đã sớm chuẩn bị. Chương 713, ăn hận. Gần 3.000 đầu nặc xà vây phệ mắt đen tinh mãng, Khương Vọng dĩ nhiên không phải muốn giết chết chính mình đạo mạch chân linh, mà là muốn khu trục quấn tinh mãng trong cơ thể tâm ma, một lần nữa tranh thủ đạo mạch chân linh quyền khống chế. Đạo mạch chân linh mất khống chế. Khương Yểm thanh âm rất ngưng trọng, không nghĩ tới tâm ma của ngươi mạnh như vậy, mà ngay cả đạo mạch chân linh đều trấn không được, còn phá vỡ ta bạch cốt bí pháp. Cực lớn mắt đen tinh mãng tại Thông Thiên Cung bên trong bốc lên lăn lộn, trên người nặc xà lần lượt bị quăng rơi, nhưng rất nhanh lại có cái khác nặc xà leo đi lên. Mỗi một đầu nặc xà bị bỏ lại thời điểm, đều biết cắn đi một sợi hắc khí. Kia là trộn lẫn lấy hận, oán, giận tâm ma lực lượng. Thần hồn nặc xà đang không ngừng suy yếu tâm ma, nhưng ma khí cuồn cuộn, tiến triển chậm chạp. Ta làm việc cho tới bây giờ không thẹn với lương tâm, chưa từng ý muốn hại người, chưa hề lạm sát kẻ vô tội, nghĩ không ra sẽ nuôi ra như thế tâm ma. Khương Vọng cũng rất nghiêm túc, ngươi có biện pháp gì tốt? Ma niệm mọc thành bụi, vốn là không cách nào tính toán theo lẽ thường, thường thường cùng thiện ác cũng không liên quan. Có đôi khi càng là cao tăng đại đức, một khi có tâm ma, thì càng lợi hại đây. Khương Yểm giải thích một câu, lại nói, ta tới giúp ngươi. Vừa dứt lời, liền thấy Minh Trúc phía dưới thần hồn hoa lửa nổ lên. Cái kia bao trùm mắt đen tinh mãng dày đặc nặc xà, có một nửa bỗng nhiên đằng không bay lên, vẫy đuôi đập cánh, hóa thành lửa đỏ diễm tước. Thu thu thu, thu thu thu, keng keng, leng keng, ô ô, phanh phanh. Thông Thiên Cung bên trong bát âm cùng vang lên, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn. Liền mắt đen tinh mãng dãy dụa đều ngừng lại một cái chớp mắt, hoành thanh chấn ma. Khương Vọng không biết tại khi nào, đã hoàn thành dùng thần hồn lực lượng phục khắc bát âm diễm tước cố gắng, đồng thời một mực giấu đến bây giờ, dùng cho lúc này. Mà liền tại thần hồn hoa lửa nổ lên đồng thời, Minh Trúc bỗng nhiên sáng lên. Cái kia ánh nến hợp thời đem thần hồn của Khương Vọng hoa lửa ngăn cách. Ánh nến bên trong, hiện ra một màn huyễn ảnh. Kia là đếm không hết màu xám bươm bướm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới Minh Trúc. Chính là một bộ thiêu thân lao đầu vào lửa oanh liệt huyễn tượng. Tại vô số thần hồn diễm tước nhào xuống thời điểm, những cái kia màu xám bươm bướm vậy mà từng con sông ra huyễn tượng, từ hư ảo ngưng tụ chân thực, nhào về phía thần hồn diễm tước. Khương Vọng cùng Khương Yểm tại cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, đồng thời đối với lẫn nhau triển khai công kích. Lẫn nhau đề phòng lâu như vậy, hợp tác lẫn nhau lâu như vậy, cùng tồn chung sống lâu như vậy, song phương lần thứ nhất vạch mặt, vào hôm nay, tại ma quật, ngay tại Khương Vọng vừa mới thoát đi nguy cơ sinh tử thời điểm. Đây là không thể cứu vãn, không cách nào né tránh chém giết. Khương Yểm chưa từng có ăn qua lòng tốt, Khương Vọng cũng chưa từng tín nhiệm. Cái kia màu xám bươm bướm cùng thần hồn diễm tước, chính là lẫn nhau đề phòng chứng cứ rõ ràng. Khương Yểm, ngươi quả nhiên giáp tâm bất lương. Khương Vọng một mặt giận dữ mắng mỏ, một mặt bắt đầu điều động tinh hà đạo toàn. Khương Yểm cười lạnh, ngươi cũng không kém bao nhiêu, cái này thần hồn diễm tước là trốn ở nội phủ chỗ sâu hoàn thành. Vì né qua ta xem xét biết, ngươi xem như nhọc lòng. Thứ nhất nội phủ hướng sâu xa chỗ thăm dò gian phòng số lượng, đến thứ 3.000 ở giữa, đây là tuyệt hảo ẩn nấp, Khương Vọng có thể thong dong tại trong đó hoàn thành bố trí, mà không ngờ bị Khương Yểm biết được. Đây cũng chính là hắn có thể tại hôm nay làm ra phản kích trọng yếu tiền đề. Ta sao dám đối với ngươi phớt lờ? Khương Vọng khuôn mặt nghiêm túc, mười ngón biến ảo như xuyên hoa. Thần hồn diễm tước mỗi nổ đùng một lần, liền có mấy chục con bướm xám nổ diệt. Nhưng mà thần hồn diễm tước là Khương Vọng gần nửa lực lượng thần hồn chỗ tụ, tự có nó hạn, cái kia bướm xám lại như vô tận. Thần hồn nặc xà cùng mắt đen tinh mãng chiến đấu vẫn tại giằng co, thần hồn nặc xà lấy lượng thủ thắng, chiếm thượng phong. Khống chế mắt đen tinh mãng tâm ma lại ma khí cuồn cuộn, vẫn có thể lâu cầm. Chân chính khốn cảnh, ở chỗ tinh hà đạo toàn. Thông Thiên Cung bên trong, tinh hà đạo toàn hết thảy 9 tòa, mỗi 3 tòa là nhật nguyệt tinh tiểu tam tài, 3 tòa tam tài trận hàng, cộng đồng hiện ra thiên địa nhân lớn tam tài. Nó là đạo nguyên thai nghén sinh ra chi nguyên, là chu thiên cụ hiện, thông thiên cơ sở. Trưởng khống chúng, chẳng khác nào trưởng khống Thông Thiên Cung lực lượng đầu nguồn. Khương Vọng tại phát động cùng Khương Yểm quyết chiến về sau, trước tiên lựa chọn dẫn động tinh hà đạo toàn, chính là bởi vì nguyên nhân này. Vậy mà lúc này hắn lại phát hiện, chính mình không cách nào nắm giữ tất cả tinh hà đạo toàn. Thông Thiên Cung vốn là hắn sân nhà, cũng là hắn một mực có thể khiến Khương Yểm không dám khinh động ưu thế. Có thể đạo mạch chân linh vốn là tại đạo mạch mở ra thời điểm thai nghén sinh ra, đồng dạng là Thông Thiên Cung hạch tâm. Khương Yểm lợi dụng tâm ma lực lượng chiếm cứ quấn tinh mãng, cũng liền trái lại thu hoạch được sân nhà ưu thế. Chỉ ít tại Thông Thiên Cung bên trong, hắn đã cùng Khương Vọng có được bằng nhau quyền hạn, cho nên 9 tòa tinh hà đạo toàn, Khương Yểm cùng Khương Vọng đều chiếm thứ tư,
còn lại một tòa song phương đều không thể lấy được tính quyết định ưu thế, không thể vì bất kỳ bên nào sử dụng. Đây là sớm có phục bút chủ tính. Sớm tại Phong Lâm Tử Vực, Khương Yểm liền mượn nhờ Khương Vọng quay về nơi cũ tâm tình, dẫn động cừu hận của hắn. Mượn nhờ hắn đối với Đồng A chấp niệm, dụ phát Khương Vọng vọng giang thành chuyến đi. Bên ngoài là Khương Vọng đối với Đồng A cừu hận, áp chế hắn đạo đức phẩm hạnh. Trên thực tế nhưng là Khương Yểm lợi dụng phần này hận cùng cầm, dao động Khương Vọng tín nhiệm, làm hắn sinh ra tự mình hoài nghi, sinh ra áy náy, từ đó vì tâm ma thai nghén sinh ra sáng tạo cơ hội. Sau đó không ngừng mịt mờ trêu chọc sát ý, đến đêm vào Tân An giết Đồng A diễn đến đỉnh phong. Giết chết Đồng A đồng thời, cũng là tâm ma thai nghén sinh ra đồng thời. Đồng A cái chết, nhường Khương Vọng tâm thần triệt để thất thủ, thế là tâm ma ngoi đầu lên. Tân An thành cái kia đêm mưa, Khương Yểm trong chiến đấu làm bộ hôn mê, lấy nhường Khương Vọng mất đi cảnh giác, mà tại hắn thoát đi Tân An thành tâm thần động dung thời điểm, quyết định thật nhanh, mượn nhờ tâm ma phát động toàn diện ăn mòn. Tại dài lâu hận cùng cầm bên trong, Khương Vọng hôn mê tại chỗ, rơi xuống đêm mưa. Nếu không phải Huyền Không tự cái kia con lửa chọc lưu lại văn thủ bát tự chú, nếu không phải Trường Tương Tư kiếm hộ chủ, nếu không phải Trích Hỏa cốt liên, nếu không phải Khương Vọng chính mình bản tâm cứng cỏi. Bốn cái này ít bất luận một loại nào, Khương Yểm đều sớm đã công thành. Thậm chí cho dù là có những thứ này, hắn cũng đã sắp thành công. Nếu không phải Đỗ Như Hối đột nhiên xuất hiện, bất quá bây giờ cũng không tính muộn. Lúc này Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối, Tống Hoành Giang tất cả đều rời đi, cái này vứt bỏ thượng cổ trong động ma rốt cuộc không người quấy rầy, đúng là hắn hái thu hoạch thời điểm tốt. Khương Vọng phản ứng xác thực để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng là lúc nhường Khương Vọng biết được cái gì mới gọi chênh lệch. Chân chính chênh lệch. Trong ngày thường đối với Khương Vọng bất đắc dĩ cùng phối hợp, chẳng qua là một hồi dối trá trò chơi thôi. Bây giờ không phải là hoàn mỹ nhất thời cơ, nhưng đã không thể đợi thêm. Minh Trúc thả ra ánh sáng yếu ớt, Khương Yểm thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, Khương Vọng, ngươi thật rất chất lượng tốt. Được ngươi tẩm bổ, cái này thực hận bướm mới cường tráng như vậy. Hôm nay thần hồn diễm tước càng là khiến người tán thưởng, ta cũng rất muốn nhìn xem, cùng là ta, ngươi còn có thể mang cho ta cái gì kinh hỉ. Nguyên lai like cái này bướm sắm tên, ăn hận, dựa vào nuốt ăn hận ý mới trưởng thành. Muốn tiêu diệt cái này bướm sám. Khương Vọng đem vừa mới sinh ra ý niệm chảm diệt, muốn tha thứ Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối, tuyệt đối không thể. Bấm niệm pháp quyết đã thành tay trái, như hoa sen tét chỉ, đạo pháp phóng ra. Những cái kia ăn hận bướm sám trong mắt, bỗng nhiên dâng lên diễm quang, xuyên vào màu máu. Này cũng hận tới đây cũng ghen. Liên tục xuất hiện đố hỏa. Chương 714, giơ kiếm thông thiên cung. Thực hận bướm nếu là lấy cừu hận cảm xúc làm lực lượng chi nguyên, dựa vào nuốt ăn cừu hận trưởng thành, một khi trộn lẫn cái khác cảm xúc sẽ như thế nào? Đạo thuật đố hỏa chính là muốn luận chứng đáp án này. Những cái kia mắt nhuộm đỏ ánh sáng thực hận bướm, nháy mắt hỗn loạn. Nếu như nói vốn là tuân theo Khương Yểm chỉ huy chó săn, hành động có thứ tự, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng thần hồn diễm tước công kích, giờ phút này là được trận cước đại loạn, khí thế hoàn toàn không có, thậm chí tự giết lẫn nhau. Bầy thực hận bướm cơ hồ lâm vào sụp đổ. Tại Khương Vọng khống chế tinh chuẩn phía dưới, thần hồn diễm tức lập tức tập trung lại, xuyên thấu bầy bướm bướm, bay thẳng Minh Trúc, phải thừa dịp này cơ hội tốt, một lần hành động đem Minh Trúc giải quyết. Như so sánh đại quân giao chiến, đây chính là trực đảo Hoàng Long. Lại chỉ gặp Minh Trúc ánh sáng âm u lóe lên, hỗn loạn chạy trốn bầy thực hận bướm nháy mắt thu nạp. Giống như đột nhiên bị quán triệt thống nhất ý chí, lấy 10 cái vì một tổ, 10 tổ vì một đội, 10 đội vì một đoàn. Cái kia lít nha lít nhít vốn nên lâm vào đố hỏa, lâm vào hỗn loạn bầy thực hận bướm, vậy mà nháy mắt khôi phục lại, thậm chí biến thành một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân. Đây là cực kỳ khủng bố, phi thường nhỏ xíu khống chế, chỉ huy hàng ngàn hàng vạn thực hận bướm, lại có thể cụ thể đến mỗi một cái. So sánh cùng nhau, Khương Vọng đối với thần hồn diễm tước thao túng, tựa như trò trẻ con, thua chị kém em. Bầy thực hận bướm trận thế chặt chẽ, phối hợp tinh xảo, khoảnh khắc đem đột nhập thần hồn diễm tước vây kín, sau đó bao phủ. Cho chiều bao phủ diễm quang. Chỉ có một tiếng trầm đục. Khương Vọng, chỉ có thể vô ích cực khổ đem những cái kia thần hồn diễm tước từng cái dẫn bạo, nhưng căn bản không có cách nào dung chuyển bầy thực hận bướm. Hắn nhanh nhẹn linh hoạt linh quang lóe lên, quả quyết chiến thuật lựa chọn, từ đầu tới đuôi, đều hoàn mỹ lâm vào Khương Yểm trong cục. Khương Yểm chưa hề mất đi đối với bầy thực hận bướm khống chế, thậm chí hắn nói ra tên thực hận bướm, cũng là có ý hướng dẫn. Hắn quá rõ ràng Khương Vọng đạo thuật hệ thống, hoàn toàn biết đố hỏa môn đạo thuật này hiệu quả, hiểu rất rõ Khương Vọng sẽ làm ra lựa chọn gì. Đương nhiên, hắn cũng sớm có nhằm vào. Thực hận bướm không chỉ có không sợ đố hỏa xâm nhập, ngược lại có thể hóa ghen vì hận, tăng cường bản thân. Hắn căn bản chính là tại lừa dối Khương Vọng, nhưng Khương Vọng coi là nhìn thấy cơ hội thắng,
làm ra lựa chọn sai lầm, tập trung thần hồn diễm tước tập kích. Mà hắn lại chỉ huy bầy thực hận bướm vây kín, một lần hành động đem bộ phận này lực lượng thần hồn tiêu diệt. Dứt khoát, lăng lệ, đơn giản, hiệu suất cao. Đây là chân chân chính chính danh tướng làn gió. Khương Vọng có thể thao túng chiến đấu lực lượng thần hồn một phân thành hai, một nửa lực lượng hóa thành thần hồn nặc xà, tại cùng mắt đen tinh mãng dây dưa, bình thường lực lượng hóa thành thần hồn diễm tước, đã bị Khương Yểm một lần hành động càn quét. Nếu như nói đây là hai quân đối chọi, như vậy vừa mới xông trận, Khương Vọng liền đã bị tiêu diệt một nửa lực lượng, dấu hiệu thất bại đã hiện lên. Giờ phút này mắt đen tinh mãng kiềm chế còn lại lực lượng thần hồn, mà bầy thực hận bướm lập tức trải rộng ra, che ngợp bầu trời tuôn hướng thần hồn của Khương Vọng bản thể. Tại bầy thực hận bướm về sau, Minh Trúc cũng đã trôi nổi, che đậy ánh nến cấp tốc tiếp cận. Cơ hồ chỉ là vừa đối mặt, Khương Vọng tựa hồ bị ép vào tuyệt cảnh. Nhưng ở cái này Thông Thiên Cung bên trong, giống như đã tư cố vô thân Khương Vọng thần hồn bản thể, vậy mà không lùi không kinh không loạn. Hắn cái ngửa đầu nhìn trời. Thông Thiên Cung của Khương Vọng, cổ phác cao rộng, mang theo nặng nề lịch sử khí tức. Mà nơi này lúc giờ phút này, mái vòm một vầng trăng sáng dâng lên. Kia là Trường Tương Tư. Trăng sáng treo ngược, thế là ánh trăng nghiêng rơi. Ánh trăng tức ánh kiếm. Vô cùng vô tận ánh kiếm tuôn ra mà xuống, đem bổ nhào đến Khương Vọng trước người thực hận bướm cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Ánh kiếm quét ngang, về sau chớp nhoáng tụ hợp, hóa thành một thanh trường kiếm, rơi vào tay của Khương Vọng. Cái này đúng là Trường Tương Tư kiếm linh hiển hóa. Không biết tại khi nào, kiếm đã sinh linh. Mà trường kiếm tới tay, Khương Vọng liền đã không chút do dự, xông lên Minh Trúc. Một kiếm nơi tay, vạn quân có thể làm. Không có không chiến, không có không giết. Khương Yểm trong nháy mắt này, cũng muốn minh bạch rất nhiều chuyện. Vì cái gì trước đó, Khương Vọng càng không ngừng vuốt ve chuôi kiếm, không ngừng chạm đến Trường Tương Tư, hắn chỉ là tại lấy khẩn trương trạng thái, để che giấu Trường Tương Tư kiếm linh thai nghén sinh ra. Trường Tương Tư thai nghén sinh ra kiếm linh, sớm đã có dấu vết mà theo. Tại long quang xạ đấu của Hướng Tiền trước mặt, liền từng từng sinh ra phản ứng. Ước chừng là tại lần này hộ chủ quá trình bên trong, đi đến cuối cùng một đoạn đường, kiếm linh thành công thai nghén sinh ra. Khương Vọng là Trường Tương Tư kiếm chủ, trước tiên liền phát giác Trường Tương Tư biến hóa. Nhưng hắn ẩn tàng chuyện này, đem xem như lật bàn thủ đoạn. Nghĩ không ra, nghĩ không ra. Từ Minh Trúc bên trong truyền tới Khương Yểm thanh âm, tựa hồ mang theo tán thưởng, ngươi là từ lúc nào bắt đầu cảnh giác ta sao? Lúc nào? Ngươi cứ nói đi. Khương Yểm. Khương Vọng người đã tới gần, một kiếm chém ra. Phát hiện ngươi tồn tại về sau, ta không dám có một ngày an nghỉ. Từ tại Dương Địa phát hiện Khương Yểm, cho tới bây giờ, Khương Vọng không có một ngày buông lỏng qua cảnh giác. Tại Tân An Thành bên ngoài đêm mưa, phát giác tự thân không thích hợp trước tiên, dù là Minh Trúc không hề có động tĩnh gì, Khương Yểm tựa hồ ngất, hắn cũng là lựa chọn lấy thần hồn biển hoa bao trùm Minh Trúc, lại gọi ra thần hồn nặc xà bầy rắn cảnh giới. Nhưng Khương Yểm thực tế thật đáng sợ. Cho dù hắn dạng này đề phòng, cũng vẫn là tại bất chi bất giác bên trong chúng chiêu. Dùng cừu hận thai nghén sinh ra tâm ma, mượn tâm ma hoàn thành xâm chiếm, thủ đoạn này có thể xưng tuyệt diệu. Tại vòng thứ nhất giao phong bên trong, Khương Vọng có thể nói là không có chút nào sức chống cự. Chỉ có tử thủ linh đài, dùng còn sót lại ý chí trèo chống tự thân. Lúc này mới chống đến đỗ như hối xuất hiện. Cảm ứng được nguy cơ Khương Yểm chỉ được từ bỏ đoạt xá, ngược lại lựa chọn tỉnh lại Khương Vọng chạy trốn. Đây là hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng Khương Yểm hiểu rõ vô cùng Khương Vọng, vì phòng ngừa hắn phản kháng, lập tức lập tâm ma đã bị chấn áp hoang ngôn. Kỳ thật nhưng là dùng tâm ma khống chế đạo mạch chân linh, vì đó sau quyết chiến làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, một bên chỉ huy Khương Vọng chạy trốn, một bên lợi dụng tâm ma tiếp tục cho Khương Vọng tạo áp lực, làm hắn không cách nào thanh tỉnh suy nghĩ. Đồng thời, tại thoát ly nguy cơ về sau trước tiên, Khương Yểm liền lập tức lựa chọn động thủ. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần cho Khương Vọng thời gian nhất định, tỉnh táo lại suy nghĩ, Khương Vọng liền nhất định có thể tìm ra vấn đề tới. Nhưng mà Khương Vọng hay là vượt qua hắn dự tính. Tại vô danh núi nhỏ sau khi tỉnh lại, Khương Vọng cũng hoàn toàn chính xác thời gian dài đều vùi lấp tại hỗn độn bên trong. Nhưng ở kịch liệt cảm xúc xung kích phía dưới, hắn thu hoạch được nhiều lần thanh tỉnh ngắn ngủi. Mà làm thoát khỏi nguy hiểm, Khương Yểm cũng chỉ có thể nhiều lần buông lỏng áp chế. Ngay tại những ngày ngắn ngủi khoảng cách, Khương Vọng đã hoàn thành đối tự thân tình trạng trải vuốt. Hết thảy vấn đề đáp án, đều trực chỉ Khương Yểm. Vấn đề còn lại, chính là chiến đấu mà thôi. Mà Khương Vọng chưa từng trốn tránh chiến đấu. Một ngày này mặc dù đến mức như thế đột nhiên, nhưng Khương Vọng cũng vì này chuẩn bị thật lâu. Tại nội phủ chỗ sâu gian phòng bên trong hoàn thành thần hồn diễm tước, chỉ là một. Hắn trải vuốt tự thân sở hữu ưu thế, đương nhiên, chú ý tới Trường Tương Tư biến hóa. Chú ý tới chuôi này cùng hắn sớm chiều chung đụng danh khí, đã có linh thai nghén sinh ra. Tại ma quật,
Tại thủy phủ, Khương Vọng nắm chặt hết thảy thời gian cùng Trường Tương Tư giao lưu, vì chính là này một khắc, kiếm linh hiển hóa thông thiên cung, giúp hắn kiếm chém Khương Yểm. Một kiếm này ngang ra, như nghèo túng danh sĩ, say rượu múa bút, dù nghèo rất mùng tơi, vẫn thấy vô hạn phong lưu. Ánh kiếm quét ngang, chia cắt trời cùng đất. Khương Yểm thanh âm từ minh trúc bên trong xa xôi vang lên. Phần này kiếm đạo tài tình, thật là làm ta tán thưởng. Ánh nến phía trên, chợt có khói xanh lượn lờ ra, tụ thành một cái tay. Mà cái kia mở nhạt ánh nến tụ lại đi qua, ngưng tụ thành một thanh kiếm. Khói xanh chỗ tụ tay, nắm chặt ánh nến chỗ ngưng kiếm. Cũng là một kiếm ngang đến. Cũng là danh sĩ thất vọng. Chương 715, chưa đến đường cùng không thua cuộc. Khương Vọng động như lôi đình, túng kiếm đi, Khương Yểm lấy minh trúc vì thân, khói xanh tụ tay, cũng múa kiếm mà tới. Một kiếm như sương tuyết, một kiếm như đèn cầy vàng. Một kiếm chính là kiếm linh hiển hóa, một kiếm là bảo quang tụ thành. Một kiếm là danh sĩ thất vọng, một kiếm khác cũng là danh sĩ thất vọng. Giống nhau nhân đạo kiếm thức đụng vào nhau. Hai kiếm tương khắc. Mũi kiếm cùng mũi kiếm đối lập, kiếm ngang cùng kiếm cắt ngang cắt. Trường kiếm nhất chuyển, cùng hiện thân không khỏi mình chi kiếm. Kiếm thế lại chuyển, lại như ánh bình minh vừa ló dạng, hai đạo thiêu đốt mạnh ánh kiếm đụng nhau, đều xuất hiện tuổi trẻ khinh cuồng chi kiếm. Một kiếm này đã lướt qua người, Khương Vọng xoay người lại, minh trúc đảo ngược. Thế là mặt trời mới mọc lên, chiều tà rơi. Kiếm chuyển lão tướng tuổi xế chiều xu thế, nó thế một đi không trở lại. Hai vòng trời chiều va vào nhau. Mũi kiếm chống đỡ mũi kiếm, không ai nhường ai một chút. Kiếm thức của bọn họ, đối với thời cơ lựa chọn, thậm chí tại thông thiên cung bên trong lấy được duy trì, đều hoàn toàn không có khác biệt. Khương Yểm vậy mà hoàn toàn nắm giữ Khương Vọng tất cả kiếm thức, đồng thời tại lý giải bên trên không thua với hắn. Đây là đáng sợ đến mực nào sự tình. Nhân đạo kiếm thức đã là Khương Vọng cho đến tận này nhận thấy ngộ mạnh nhất kiếm thuật, là chân chính duy nhất thuộc về chính hắn kiếm thuật, cũng là hắn nhất không giống bình thường bộ phận. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn ở Khương Yểm dáng vẻ yếu ớt. Nếu như trận chiến đấu này kết cục là thất bại, có ai có thể phát hiện Khương Vọng không còn là Khương Vọng sao? Còn có cái gì có thể chứng minh hắn tồn tại? Loại này tái hiện, xa so với thủ đoạn càng mạnh hơn càng khiến người ta sợ hãi. Có lẽ cái này vốn là Khương Yểm mục đích. Khương Vọng, ta chính là ngươi. Ngươi hết thảy ta đều hiểu rõ, ngươi biết ta đều biết, mà lại mạnh hơn ngươi. Ngươi không thể nào có bất kỳ cơ hội thắng, làm gì lại làm vô vị ngoan cố chống lại đâu. Minh trúc bên trong vang lên Khương Yểm thanh âm, ý đồ công phá Khương Vọng tâm lý phòng tuyến, đem thân thể giao cho ta. Không, chỉ là giao cho tốt hơn chính mình. Để chúng ta cùng một chỗ trở thành tốt hơn ta. Ngươi biết nhìn thấy, ta biết làm thật tốt rất nhiều. Cái gì Đỗ Như Hối, Trang Cao Tiện, Trương Lâm Xuyên, căn bản không đáng kể. Không đáng ngươi thống khổ lâu như vậy, ta nhất định thay ngươi giết chết bọn hắn. Hai kiếm chạm vào nhau đã phân. Đang khi nói chuyện, Khương Vọng chính thổi qua loạn chiến bên trong thần hồn nặc xà cùng mắt đen tinh mãng. Nghe được lời này, hắn cái nhíu mày nhìn về phía cái kia Minh Trúc, ánh mắt lạnh lẽo. Khách trọ của ta, ngươi thật là ta sao? Hắn đột nhiên một hồi kiếm, chém về phía tự thân. Thần hồn hiển hóa huyết nhục, bị cắt lấy một khối lớn. Cái kia đại biểu thần hồn của Khương Vọng bản nguyên bị cắt chém. Loại thống khổ này, không phải người thường đủ khả năng tưởng tượng. Dù là cứng cỏi như Khương Vọng, cũng không khỏi cắn chặt hàm răng, trong cổ họng phát ra thống khổ tiếng trầm. Hắn cái kia dưới đáy nước ma quật đứng im nhục thân, một cái sụt mềm, ngã trên mặt đất, liên tục lăn lộn. Một kiếm này, là tan nát cõi lòng đau nhức. Từ thần hồn lan tràn đến nhục thân, căn bản khó có thể chịu đựng. Mà thông thiên cung bên trong, khối kia thần hồn hiển hóa huyết nhục rơi xuống, từ vừa mới bắt đầu. Tâm ma chiếm cứ mắt đen tinh mãng, liền bị thần hồn nặc xả chỗ áp chế. Có lẽ kiềm chế thần hồn của Khương Vọng lực lượng cũng là Khương Yểm muốn. Nhưng ở giờ phút này, thần hồn nặc xả tự giác tách ra, du tán mở ra, đúng là từ bỏ đối với mắt đen tinh mãng vây công. Mà cái này thần hồn hiển hóa huyết nhục, chính rơi vào mắt đen tinh mãng miệng lớn bên trong. Đáng chết! Bắn nhanh mà đến Minh Trúc phát ra một tiếng gầm thét. Giờ phút này chiếm cứ đạo mạch chân linh, chính là Khương Vọng tâm ma. Thần hồn của Khương Vọng bản nguyên nhất rơi vào, trong khoảnh khắc liền bị tâm ma thôn phệ. Đến nay tẩm bổ, mắt đen tinh mãng trên thân bỗng nhiên dâng lên khói đen. Cái kia một đôi đen nhánh như mực mắt rắn, có một chút càng sâu u sắc hiển hiện. Nó đang sinh ra linh trí. Đây là Khương Vọng chân chính tâm ma, là Khương Yểm vận dụng thủ đoạn, từ Khương Vọng trong cửu hận thai nghén sinh ra. Khương Yểm khống chế cái này tâm ma, lấy tâm ma làm vũ khí công phạt Khương Vọng, bằng này chiếm cứ đạo mạch chân linh. Cùng Khương Vọng tranh đoạt thông thiên cung quyền khống chế. Cũng bởi vậy tạo dựng ưu thế tuyệt đối, đánh cho Khương Vọng liên tục bại lui. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là tâm ma không biết. Tâm ma sinh ra linh trí khả năng bị Khương Yểm xóa đi,
Khương Yểm mới có thể thong dong khống chế cái này tâm ma. Khương Yểm một mực ý đồ nói cho Khương Vọng, hắn chính là Khương Vọng Tâm Yểm, hắn cùng tâm ma có cùng nguồn gốc, có thể là một thể. Thế nhưng tại Tân An Thành bên ngoài cái kia đêm mưa, Khương Vọng tại kiến thức đến tâm ma trước tiên, liền đã ý thức được tâm ma là tâm ma, Khương Yểm là Khương Yểm. Đây chính là vấn đề. Hắn sở dĩ tự mình hại mình thần hồn bản nguyên, vì chính là viện trợ tâm ma trưởng thành, nhường tâm ma chân chính sinh ra linh trí. Tâm ma là kinh khủng bực nào tồn tại. Bất luận cái gì người tu hành muốn làm đều là trước tiên đem tiêu diệt, không có ai sẽ nghĩ đến chủ động bồi dưỡng tâm ma, lớn mạnh tâm ma. Cái này tại bất cứ lúc nào, xem ra đều giống như chuyện tình chết tình. Nhưng duy chỉ có tại lúc này, là vô cùng tuyệt diệu kỳ chiêu. Bởi vì tâm ma thai nghén sinh ra linh trí về sau, cái thứ nhất muốn đối phó, cũng không phải là Khương Vọng, mà là một mực khống chế nó Khương Yểm. Bởi vì thai nghén sinh ra linh trí về sau tâm ma, cũng có một cái căn bản nhất nhu cầu, đó chính là chiếm cứ sinh ra nó bộ thân thể này. Mà cái này, là Khương Vọng cùng Khương Yểm đều tuyệt đối không thể nhượng bộ ranh giới cuối cùng. Nói cách khác, Khương Vọng chủ động tự mình hại mình, dẫn vào cường địch, đem hắn cùng Khương Yểm song phương đối với nhục thân tranh đoạt, biến thành hắn, Khương Yểm, tâm ma tam phương chém giết. Đem hai quân đối chọi, biến thành tam phương hỗn chiến. Đối với chỗ ở yếu thế phía kia, đảo loạn thế cục là không thể tốt hơn lựa chọn. Chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Cho dù là Khương Yểm, cũng căn bản không nghĩ tới một bước này. Song phương giao kiếm lui lại thời điểm, hắn không phải là không có chú ý tới Khương Vọng phương vị hơi có trách đi. Nhưng hắn chỉ là coi là, Khương Vọng khả năng âm thầm tính toán lấy tập kích mắt đen tinh mãng, muốn đoạt lại đạo mạch chân linh quyền khống chế. Mà hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chính là muốn cho Khương Vọng một cái trầm trọng đả kích, lại không nghĩ rằng Khương Vọng sẽ tự mình hại mình thần hồn bản nguyên. Một bước này như thế quả quyết, thiên tài như thế. Quả nhiên quyết định của ta là đúng, không thể lại để cho ngươi trưởng thành tiếp. Tung ánh nến chi kiếm mà đến minh trúc bên trong, Khương Yểm thanh âm nói như vậy. Mà liền tại hắn nói chuyện đồng thời, mắt đen tinh mãng bên trong, cả người khoác hắc bào thiếu niên nhảy lên ra. Vô tận khói đen tụ thành người này, hắn trưởng đến cùng Khương Vọng bộ dáng, nhưng trên người áo bào đen cùng trong mắt điên cuồng, vẫn để cho người có thể đơn giản phân chia cả hai. Linh trí sinh ra, Khương Vọng tâm ma thành hình. Trên tay hắn run lên, khói đen đã thành kiếm, tụ trong tay. Bước chân sai chuyển, đã không chút do dự một kiếm chém ra, chém về phía Minh Trúc. Linh trí đản sinh đồng thời, hắn đã thoát ly Khương Yểm khống chế. Mà xem như chân chính hấp thu Khương Vọng thần hồn bản nguyên thành tựu tâm ma, hắn là chân chính trên ý nghĩa Khương Vọng mặt tối, chỉ đợi linh trí triệt để thành thục, liền có thể kế thừa Khương Vọng hết thảy tài hoa cùng trí tuệ. Hiện tại chỉ là mới sinh trạng thái, nhưng thừa tự Khương Vọng quả quyết lăng lệ một mặt đã hiển hiện. Hắn mặc dù điên cuồng, hận thế, lạnh lùng, tự tư, tập hợp cũng phóng đại Khương Vọng hết thảy mặt trái, lại cũng không ngu xuẩn. Lúc này cái này thông thiên cung bên trong tam phương, hắn cùng Khương Vọng có thể nói hiểu rõ. Mà Khương Yểm căn bản sâu không lường được, từ đầu tới đuôi trưởng khống thế cục, là không hề nghi ngờ người mạnh nhất. Khương Vọng tự mình hại mình thần hồn bản nguyên, mới chém ra một cái tâm ma đến phá cục. Tam phương hỗn chiến, chính ứng liên yếu lây kháng mạnh. Cho nên hắn không chút do dự công hướng Minh Trúc, chính như hắn biết, Khương Vọng cũng nhất định sẽ làm như vậy. Chương 716, đi tới đường cùng. Tâm ma hiển hóa về sau, thế cục nháy mắt lật đổ. Đối với Khương Vọng đến nói, ưu thế lớn nhất ở chỗ thông thiên cung bản thân. Khương Vọng mới là này cỗ nhục thân căn nguyên chỗ, mệnh hồn chỗ thắt, hắn thông thiên cung vốn là tiên thiên vì hắn chỗ chủ đạo. Khương Yểm bản thân không có tư cách cùng Khương Vọng tranh đoạt thông thiên cung, là đi đầu thúc đẩy sinh trưởng tâm ma, lại mượn cái này cùng Khương Vọng, đồng nguyên mà thành tâm ma xâm chiếm khống chế đạo mạch chân linh, cho nên mới lấy cùng Khương Vọng tại thông thiên cung bên trong địa vị ngang nhau. Hiện tại Khương Vọng tự mình hại mình lấy bổ ích tâm ma thai nghén sinh ra linh trí, Khương Yểm đối với thông thiên cung quyền chủ đạo hạn nháy mắt liền bị tước đoạt. Giờ này khắc này, Khương Vọng là thông thiên cung không thể nghi ngờ chủ nhân, mà tâm ma một mực chiếm cứ đạo mạch chân linh, cũng thu hoạch được thông thiên cung một nửa quyền chủ đạo. Duy chỉ có là Khương Yểm, trở thành không hề nghi ngờ ngoại nhân. Nơi đây thông thiên cung, thiên nhiên liền sẽ đối với hắn sinh ra áp chế. Mà thông thiên cung đối với kẻ ngoại lai áp chế, bản thân cũng là cho tới nay, Khương Vọng có thể cùng Khương Yểm chống lại trọng yếu dựa vào. Tại chân tướng phơi bày trước đó, Khương Yểm cái thứ nhất bố cục, chính là đem cái này dựa vào rút ra. Tước đoạt Khương Vọng ưu thế. Mà bây giờ, bằng vào tỉnh táo, cứng cỏi cùng quả cảm, Khương Vọng một lần nữa tìm về dựa vào. Cùng Khương Yểm trận này dài dằng dặc đấu trí đấu dũng, cho tới giờ khắc này, mới tính nhìn thấy một tuyến cơ hội thắng. Chín đại tinh hà đạo toàn chuyển động, một nửa cho Khương Vọng lực lượng, một nửa là áo đen tâm ma sử dụng. Tại thông thiên cung tạo dựng phương này nho nhỏ thế giới bên trong, Khương Yểm thế gian đều là địch.
Lúc đó Khương Vọng Huyền lập Thông Thiên Cung mái vòm, Minh Trúc lơ lửng giữa không trung, mà mắt đen tinh mãng chiếm cứ tại mặt đất, áo đen tâm ma từ mắt đen tinh mãng trong cơ thể nhảy ra. Tam phương chia làm thượng trung hạ vị trí, áo đen tâm ma từ đầu đến cuối khống chế mắt đen tinh mãng, không nhường đạo mạch chân linh có dị chủ khả năng, hiển nhiên phi thường thanh tỉnh biết hắn căn cơ sở tại. Bởi vậy có thể thấy được, hắn linh trí mặc dù mới sinh, cũng đã đối với chiến đấu, đối với thế giới, có tương đương khắc sâu nhận biết. Nếu là thoát ly Khương Vọng tồn tại, cũng có thể tính được cường giả. Nếu có đầy đủ thời gian trưởng thành, liền có thể hấp thu Khương Vọng hết thảy. Đây cũng là tâm ma địa phương đáng sợ nhất. Áo đen tâm ma kiếm từ đuôi đến đầu, lăng lệ ngoan tuyệt. Một kiếm sâu âm u, ánh kiếm cũng là đen nhánh, tựa hồ chôn vùi tất cả ánh sáng. Giống như đem ban đêm nhấc lên, đem nguyên một phiến bóng đêm xoay chuyển tới, muốn bao trùm vòm trời. Một cái bi tráng thảm liệt lão tướng tuổi xế chiều, bị ma khí phủ lên đến ánh chiều tà le lói, thiên địa chìm âm u. Kiếm này uy lực tại Thông Thiên Cung duy trì giới kịch liệt phóng đại, mà cái kia Minh Trúc, ánh sáng âm u lại tại Thông Thiên Cung áp chế xuống co vào xa vời. Áo đen tâm ma linh trí mới sinh liền ra kiếm, Khương Vọng đồng dạng không có chút nào do dự, một kiếm lão tướng tuổi xế chiều, từ trên xuống dưới, như chiều tà chi trụy, thảm liệt không về. Tâm ma là tất cả người tu hành sợ hãi nhất tồn tại một trong, là tự thân nhược điểm, là đạo đồ bỏ sót, cũng thường thường là người tu hành một đời địch. Nhưng đối với đạo tâm kiên định Khương Vọng đến nói, tâm ma kỳ thật cũng không đáng sợ, cũng không có quá nhiều đản sinh không gian. Là tại Khương Yểm âm thầm thao túng phía dưới, mới lấy phá vỡ khe hở thành hình. Dù cho hôm nay thần trí thai nghén sinh ra, đã biến thành khó đối phó nhất trạng thái, Khương Vọng nhưng cũng y nguyên có lòng tin, tại một mình đối mặt tình huống dưới đem giải quyết. Bởi vì hắn một đường đi tới, không thẹn với lương tâm. Sớm tại Khô Vinh viện phế tích, hắn liền đã tại một loại nào đó thần bí ảnh hưởng dưới, nhận qua đạo tâm khảo vấn. Đạo tâm của hắn kiên định, không thẹn, có thể không sợ. Mà Khương Yểm nếu như hắn nơm nớp lo sợ, đêm không dám ngủ tồn tại, lần thứ nhất phát giác Khương Yểm tồn tại, cũng là bởi vì Khương Yểm ý đồ ảnh hưởng hắn suy nghĩ, trái phải quyết định của hắn. Từ vừa mới bắt đầu, Khương Vọng liền chưa từng tin tưởng Khương Yểm. Tu vi của hắn không ngừng tinh thâm, không ngừng cường đại, nhưng thủy chung cũng đoán không ra Khương Yểm nội tình. Giống như Khương Yểm cũng một mực tại phi tốc trưởng thành, một mực bảo trì đối với thần hồn của hắn áp chế. Cái này để người ta nhất là sợ hãi. Bởi vì Khương Vọng một đường tu hành đến nay, tự hỏi đã là dốc hết tất cả cố gắng, không có lãng phí qua bất luận cái gì thời gian, lại không có khả năng tinh tiến đến càng nhanh. Khương Yểm lại có thể một mực bảo trì dẫn trước. Nếu có hướng một ngày tu hành hơi chậm xuống tới, có phải là liền sẽ khoảnh khắc bị Khương Yểm thôn phệ. Bởi vậy không biết sinh sợ sợ, không dám có nhất thời một ngày an tâm. Không chém Khương Yểm, không được an gối. Tâm ma cùng Khương Vọng, không nói tiếng nào, lại phối hợp ăn ý. Cùng thuộc một thân chiến đấu tài tình, làm bọn hắn hợp kiếm gần đạo. Một từ đuôi đến đầu, một từ trên xuống dưới. Giống như nửa đêm cuốn ngược, dường như trời chiều rơi thẳng. Một bên là tối, một bên là ánh sáng. Hai bên tương hợp. Quét sạch tối giới hạn, là một con kia tỏa ra ánh sáng âm u minh trúc, định giữa không trung. Khương Yểm im ắng, ánh nến cũng dừng lại, giống như đã chỉ có thể chờ đợi tiêu vong, lại không cái khác kết cục có thể tuyển. Áo đen tâm ma tới trước, hắc ám cơ hồ muốn đem ánh nến nuốt hết. Nhưng thấy minh trúc phía trên, tay kia cầm ánh nến chi kiếm khói xanh tay, bỗng nhiên buông lỏng. Ánh nến chi kiếm rời tay hạ xuống. Tiêu tán giữa không trung, lại quy về Minh Trúc bên trong. Lâm Chiến thả ra kiếm, đối với một cái kiếm khách đến nói, liền mấy tương đương từ bỏ dãy ruộng. Nhưng mà Khương Vọng nhưng trong lòng thầm run, đề cao đề phòng. Bởi vì không cần nói từ góc độ nào nhìn, Khương Yểm cũng không giống là loại kia sẽ từ bỏ dãy ruộng hèn nhát. Thả ra kiếm càng giống là từ bỏ che giấu. Thế là đang ở trước mắt, hắn nhìn thấy Minh Trúc bên trên con kia khói xanh tay, năm ngón tay như hoa sen mở ra, này trưởng như lồng che thiên địa. Đem hết thảy tất cả đều hấp thu. Một cái tát. Đã đem áo đen tâm ma trong tay chuôi này khói đen chi kiếm nắm chặt. Áo đen tâm ma kiếm thế im bặt mà dừng. Xem như Khương Vọng tâm ma, hắn cũng kế thừa Khương Vọng chiến đấu tài tình. Tại cái này bỗng nhiên hiện ra chênh lệch thật lớn trước mặt, trực tiếp quăng kiếm bóp quyết, lấy màu đen thần hồn hoa lửa làm cơ sở thần hồn biển hoa nháy mắt trải rộng ra. Áo đen tâm ma một bên bứt ra lùi lại, một bên lại nổi lên kiếm thế, đối đãi đi phản công. 3. Minh Trúc bên trên con kia khói xanh tay, trực tiếp nắm nát ma khí phủ lên khói đen chi kiếm, sau đó một bàn tay đánh tới. Chăm chú tâm ma lực lượng màu đen thần hồn biển hoa trực tiếp bị đánh tan, một tát này tuần hoàn theo một loại nào đó thần bí quỹ tích, phá vỡ không gian trên ý nghĩa khoảng cách, một phát bắt được áo đen tâm ma cái cổ. Đem hắn tất cả đến tiếp sau phản kháng toàn bộ đánh tan. Hống!
áo đen tâm ma hai con người nháy mắt dấy lên màu máu, điên cuồng gào thét, tâm ma lực lượng chỗ tụ thân thể, bắt đầu dâng lên máu khói. Đây đã là thiêu đốt bản nguyên, tiến vào liều mạng một lần trạng thái, lăng lệ, quả quyết, dũng mãnh. Cái kia máu khói tan phát tà ác cảm giác, khiến Khương Vọng đều cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng chỉ thấy, thuộc về Khương Yểm con kia khói xanh tay, bỗng nhiên một cái siết chặt, áo đen tâm ma toàn bộ nổ tung. Tiếng gào thét im bặt mà dừng, khói đen máu khói tất cả đều tiêu tán. Mà lúc này, kiếm của Khương Vọng thậm chí còn chưa kịp rơi xuống. Đây hết thảy phát sinh đột nhiên như thế. Khương Yểm lần này bộc phát, hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát. Giống cự thạch ép qua con kiến có lẽ làm ra đời này kịch liệt nhất chống cự, thế nhưng cự thạch lại không phát giác gì. Nhẹ nhõm ép qua, Khương Vọng cắt chém thần hồn bản nguyên ẩn dưỡng ra tới tâm ma, đã sinh ra linh trí tâm ma, bất kỳ cái gì người tu hành đều muốn cẩn thận ứng đối đáng sợ tâm ma. Lại bị một bàn tay liền bóp chết. Đây là cỡ nào chênh lệch cực lớn, đáng sợ đến mực nào chênh lệch. Áo đen tâm ma đã phản ứng cực nhanh. Khương Vọng tự hỏi, nếu là dị thân mà chỗ, hắn coi như có thể so sánh tâm ma làm tốt một điểm, cũng cực kỳ có hạn. Nói cách khác, nếu như kiếm của hắn nhanh hơn chút nữa, một tát này nếu là đối lấy hắn đến, rất có thể bị bóp chết ngay tại chỗ, chính là hắn. Khương Yểm chân chính lực lượng, vậy mà cường hoành đến tận đây, tại Thông Thiên Cung áp chế xuống, vẫn có được quét ngang tâm ma lực lượng. Cái này quá làm cho người tuyệt vọng. Khương Vọng lấy đại dũng khí đại quyết tâm, ngút trời linh quang, tự mình hại mình dẫn động tâm ma trợ lực, đang muốn trình diễn tuyệt địa lật bàn. Khương Yểm lại lập tức kéo xuống che giấu, hiện ra thực lực đáng sợ, tát diệt đi sinh ra linh trí tâm ma. Tựa như chân trời mờ mờ cái kia bôi ánh nắng ban mai, mắt thấy là phải đâm rách đêm dài, lại bị một cái khủng bố bàn tay lớn, một cái biến mất. Sau đó chính là vĩnh hằng ban đêm, vĩnh viễn tuyệt vọng. Chương 717, tại đường cùng xử trảm đường cùng. Khương Yểm vậy mà cường hoành đến tận đây, quả thực có vô địch xu thế. Tại Thông Thiên Cung áp chế xuống, tại Khương Vọng cùng tâm ma trong vây công, một bàn tay liền bóp chết tâm ma. Nói cách khác, Thông Thiên Cung áp chế, với hắn mà nói, cho tới bây giờ cũng không phải là vấn đề căn bản nhất. Như thế cũng có thể giải thích, vì cái gì Khương Vọng tu vi tiến bộ như vậy nhanh, Khương Yểm trốn ở Minh Trúc bên trong, nhưng Thủy Chung có thể bảo trì trình độ nhất định thần hồn áp chế. Bởi vì hắn căn bản chỉ cần đi theo Khương Vọng cường đại, từng bước buông ra mình thực lực là đủ. Hắn chân thực lực lượng thần hồn hơn xa Khương Vọng, cho nên hắn một mực tại kiêng kỵ cái gì? Vì cái gì cho đến hôm nay mới động thủ? Vì cái gì còn muốn thai nghén sinh ra tâm ma, vẽ vời thêm chuyện? Lấy hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, hoàn toàn không cần tâm ma tương trợ mới đúng. Khương Vọng trước tiên nghĩ tới những thứ này vấn đề, nhưng nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thiếu thốn quá nhiều manh mối. Hắn từ chưa thực sự hiểu rõ qua Khương Yểm. Đánh giết thôn tâm nhân ma hùng vấn thời điểm, Minh Trúc lần thứ nhất tiến vào Thông Thiên Cung. Tại Phong Lâm thành vực bên ngoài, Diệu Ngọc coi là Minh Trúc là thụ bạch cốt chi trùng thu hút, cho nên mới rơi vào Thông Thiên Cung của Khương Vọng bên trong. Khương Vọng cũng tán thành điều phán đoán kia. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chân tướng chỉ sợ chưa hẳn đơn giản như vậy. Cứu Diệu Ngọc thời điểm, Minh Trúc lần thứ nhất hiện ra năng lực, truyền thụ nhục sinh hồn hồi thuật. Sau đó bảo trụ Khương Vọng ký ức không bị phong ấn, lại truyền thâu bạch cốt độn pháp. Dựa theo Khương Yểm cho tới nay thuyết pháp, sử dụng bạch cốt đạo bí thuật, liền bị bạch cốt tôn thần dính vào. Chính là Khương Vọng đối với bạch cốt bí pháp sử dụng, dẫn đến hắn thần hồn bên trong bị bạch cốt tôn thần dính vào bộ phận, sinh ra Khương Yểm. Lại bởi vì Minh Trúc tồn tại, có thể nghỉ lại, mà không cần lập tức cùng Khương Vọng tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo. Đây hết thảy kín kẽ, thuận lý thành chương. Nhưng toàn bộ đến tại Khương Yểm trong miệng. Khương Vọng biết rõ hết thảy, đều là Khương Yểm cáo chi hết thảy. Tại chân thực trong đời, đây cơ hồ tương đương hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên hiện tại, Khương Vọng cũng căn bản không biết Khương Yểm rốt cuộc mạnh cỡ nào, nằm ở trạng thái gì, lại là bởi vì cái gì, bỏ mặc hắn thành dài lâu như vậy, thẳng đến hắn giết chết Đồng A về sau mới chính thức xuất thủ. Nhưng không cần nói Khương Yểm có lý do gì, không cần nói chỗ khác tại cái gì trạng thái, không cần nói hắn mạnh bao nhiêu. Làm tốt chính mình, cố gắng làm tốt chính mình. Đem chính mình có thể làm đến hết thảy, làm được cực hạn. Dùng hết chính mình toàn bộ dũng khí, trí tuệ, lực lượng, ý chí đi chiến đấu. Đây là Khương Vọng duy nhất sẽ làm ra lựa chọn. Chưa đến đường cùng không thua cuộc, đến đường cùng, cũng không chịu thua. Rơi xuống tuyệt cảnh chiến tuyệt cảnh, tại đường cùng xử trảm đường cùng. Từ đã biết tất cả tình huống đến phân tích, nhất định là đến cái gì thời gian điểm, hoặc là có chuyện gì phát sinh, nhưng Khương Yểm cho rằng không thể lại chờ đợi. Từ Khương Yểm nói một câu kia quả nhiên quyết định của ta là đúng, không thể lại để cho ngươi trưởng thành tiếp. Nói rõ Khương Vọng trưởng thành tới một mức độ nào đó đã để Khương Yểm cảm nhận được uy hiếp. Mà hồi tưởng chính mình gần nhất khoảng thời gian này thu hoạch, Khương Vọng cho rằng, nhất có tiền cảnh, lai lịch lớn nhất, đầu đẩy Vân Đính Tiên Cung.
Bởi vậy đẩy ngược, Vân Đính Tiên Cung có phải là có thể đối với Khương Yểm tạo thành uy hiếp? Tâm niệm tức động, xem như Vân Đính Tiên Cung đứng đầu, Khương Vọng Thanh âm vang ở Vân Đính Tiên Cung phế tích bên trong. Bạch Vân đồng tử, giúp ta. Lơ lửng tại biển ngũ phủ giữa không trung Vân Đính Tiên Cung phế tích, cho đến tận này một cái duy nhất hoàn hảo khôi phục kiến trúc, là vì Linh Không Điện. Trắng trắng mập mập tiểu đồng ngay tại trong điện nằm ngáy o, nghe tiếng lăn mình một cái, bò lên. Vẫn không tỉnh ngủ, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng đã bản năng tuân theo mệnh lệnh, tay nhỏ kết động ấn quyết. Xa chưa thể đủ hoàn thành khôi phục Vân Đính Tiên Cung, hiện tại có thể làm được cái gì? Đáp án rất nhanh liền xuất hiện. Lúc này Khương Yểm một bàn tay đập diệt áo đen tâm ma, điều khiển minh trúc lộn vòng, phóng tới Khương Vọng. Xôi trào mãnh liệt nguyên khí nháy mắt thông qua Linh Không Điện, rơi vào thiên địa đảo hoang, đem ngoại hiển thành đạo mạch chân long thông thiên cung bao trùm. Tại như thế đầy đủ nguyên khí cung ứng phía dưới, thông thiên cung bên trong, chín đại tinh hà đạo toàn nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, tròn trịa sung mãn đạo nguyên nghiêng rơi như mưa xối xả liên tiếp. Thông thiên cung là thần hồn lực lượng sân nhà, đạo nguyên thì ứng dụng tại hiện thế. Nhưng bản thân, đạo nguyên là tu hành cơ sở. Đạo nguyên là ý cùng lực hoàn mỹ dung hợp, là vạn vật chi linh đối với thiên địa bản nguyên chân thực phản hồi. Đạo nguyên bản thân đối với thần hồn cũng có chỗ tầm bổ. Làm Linh Không Điện đem tất cả duy trì Vân Đính Tiên Cung khôi phục nguyên khí, quán thâu vào thông thiên cung lúc, lượng lớn đạo nguyên thai nghén sinh ra. Thiên địa đảo hoang đạt được lượng lớn đạo nguyên duy trì, càng thêm vững chắc. Đạo mạch đằng long cũng càng thêm khí tráng, tương ứng. Thông thiên cung cho Khương Vọng duy trì càng mạnh, cho Khương Yểm áp chế lớn hơn. Thần hồn của Khương Vọng cũng nhận được cường đại trèo chống. Hắn cảm giác thần hồn trạng thái chính mình, cường đại trước nay chưa từng có, thế là nghênh thân hướng về phía trước, trực diện Khương Yểm. Ngay lúc này, Minh Trúc cái kia sâu kín ánh nến bên trong, bỗng nhiên truyền ra hỗn loạn thanh âm. Từ không đến có, từ yếu đến mạnh. Tiếng giao hàng, tiếng ồn ào, hài tử khóc lóc âm thanh, ăn uống linh đình âm thanh, quân ngũ thao luyện tiếng. Nhân gian muôn màu thanh âm. Một chiếc đại ấn hư ảnh lộ ra tại ánh nến bên trong, khoảnh khắc chấn trụ liên tục không ngừng tràn vào thông thiên cung nguyên khí, gián đoạn Linh Không Điện truyền thâu, là Trang Quốc tướng quốc ấn lực lượng. Lúc ấy Khương Yểm hôn mê, có một cái lớn nhất lỗ thủng, chỉ là Khương Vọng tại cùng đồng a kịch liệt chém giết, chưa thể phát giác. Đó chính là nếu như Khương Yểm thật ngất, Minh Trúc làm sao còn có thể về thông thiên cung. Tại Tân An thành đêm ấy, vì bảo trụ nhục thân an toàn, Khương Yểm điều khiển Minh Trúc xung kích đồng a, cũng hoàn toàn chính xác vì Khương Vọng sáng tạo cơ hội thắng. Nhưng hắn tại cùng tướng quốc ấn va chạm bên trong, căn bản không có thụ thương. Ngược lại dùng bí pháp hấp thu tướng quốc ấn lực lượng, đó cũng là tướng quốc ấn ảm đạm nguyên nhân. Một phương diện bảo trụ nhục thân an toàn, viện trợ Khương Vọng giết chết đồng a, hoàn thành tâm ma đản sinh cuối cùng khâu. Một phương diện khác, ảm đạm tướng quốc ấn, nhường Khương Vọng đối với hắn thương thế càng thêm tin tưởng, từ đó giảm xuống cảnh giác. Cuối cùng một phương diện, lại là vào lúc này, dùng cái này một phần lực lượng, đối phó Khương Vọng. Linh Không Điện thu hoạch cùng sử dụng, tất cả đều bị Khương Yểm nhìn ở trong mắt. Mà hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mượn dùng ngoại lực, nhẹ nhõm ngăn cách. Cho nên thế cục bây giờ là Khương Vọng ỷ vào sung túc lực lượng cùng Khương Yểm, chính diện trùng sát, vọt tới một nửa, lực lượng đầu nguồn lại bị ngăn cách. Vừa mới sinh ra hy vọng, trong khoảnh khắc lại rơi vào tuyệt cảnh. Trừ tự mình hại mình thúc cố tình ma một kiếm kia tạo thành ngoài ý muốn, nhường Khương Yểm bại lộ thực lực chân thật bên ngoài, còn lại cơ hồ tất cả giao thủ trong quá trình, Khương Vọng đều bị tính được gắt gao. Đây là tin tức, lực lượng, bố cục, toàn phương vị nghiền ép. Mà lúc này, song phương tiếp cận, lực lượng đầu nguồn bị ngăn cách, Khương Vọng ngưng tụ đến một nửa thần hồn đạo thuật tán đi, Khương Yểm khói xanh tay đã đánh tới. Áo đen tâm ma bị một bàn tay bóp chết, tràng cảnh cơ hồ có thể đoán, được tái hiện. Giống như Khương Vọng không cần nói dùng cái gì biện pháp, không cần nói như thế nào ra sức, đều không nhìn thấy hy vọng. Đây là làm người tuyệt vọng đối thủ, đây là nhường người sụp đổ cục diện. Nhưng Khương Vọng chính diện đón lấy. Hắn vẫn cầm kiếm của hắn vẫn ra một kiếm. Nhất xa vời, yếu ớt nhất, nhất bất lực, kiên cường nhất. Mạng như nến tàn, vẫn chiều ánh chiều tà. Thân như phiêu bình, không quên chống lại. Chương 718, làm giao dịch. Tại Linh Không Điện bị cắt đứt nguyên khí truyền thâu nháy mắt, Khương Vọng liền đã minh bạch, hắn phán đoán sai. Vân Đính Tiên Cung cũng không phải là Khương Yểm uy hiếp, chí ít bây giờ không phải là. Tại Chỉ Vân Sơn bên trên, Khương Yểm để hắn cướp đoạt Vân Đính Tiên Cung, dĩ nhiên không phải vì hắn suy nghĩ. Truy cứu nguyên nhân, đại khái chỉ là bởi vì, Khương Yểm mình muốn làm hoàn chỉnh chiếm cứ bộ thân thể này về sau, hắn một đường đến chỗ kinh lịch thu hoạch tất cả, tự nhiên cũng đều là Khương Yểm. Cho nên Khương Yểm chưa từng can thiệp Khương Vọng thu hoạch, thậm chí thường thường chủ động cung cấp viện trợ. Tại loại này quyết chiến thời khắc, phán đoán sai lầm đại giới, có lẽ là tử vong.
có lẽ đã chôn vùi sau cùng phản kích cơ hội. Có lẽ đã là tuyệt cảnh, nhưng Khương Vọng vẫn muốn ra kiếm. Tại hắn tất cả nhân đạo kiếm thức bên trong, cái này thân không khỏi mình chi kiếm, là nhất tuyệt vọng một kiếm, cũng là kiên cường nhất một kiếm. Vĩnh viễn không từ bỏ chống cự, vĩnh viễn không quên mất chống lại, cái này kiên cường nhất một kiếm, tại nhất lúc tuyệt vọng chém ra. Lâng lâng, chậm rãi đến. Khói xanh tay dò tới, một phát bắt được. Khương Vọng tại hiện thế tất cả giao thủ, Khương Yểm đều nhìn ở trong mắt. Hắn tất cả nhân đạo kiếm thức, Khương Yểm đều ghi tạc trong lòng. Trên đời này trừ Khương Vọng bên ngoài, hiểu rõ nhất nhân đạo kiếm thức người, chính là Khương Yểm. Mà hắn đã bắt được kiếm của Khương Vọng. Nhất tuyệt vọng, kiên cường nhất chống lại, bị cưỡng ép ngừng lại. Trường tương tư kiếm linh phát ra một tiếng kịch liệt kêu run. Đó là một loại thống khổ tiếng vang. Cái một chảo này, trường tương tư thai nghén sinh ra chưa lâu kiếm linh, liền cơ hồ muốn hủy diệt. Khương Vọng toàn bộ thần hồn bản nguyên, thậm chí cũng theo đó rung động. Tại dạng này thống khổ lúc, Khương Vọng bỗng nhiên dương mắt nhìn hầm hầm, cắn răng hô, Khương Yểm. Lại cử động một cái, ta liền giết nàng. Minh Trúc ánh sáng âm u, hơi rung động một cái, con kia một mực nắm chặt kiếm linh khói xanh tay, liền dừng ở nơi đó bất động. Tại tranh đấu kịch liệt thông thiên cung bên ngoài, tại không không có người khác đáy nước trong động ma. Không biết khi nào, Khương Vọng thân thể đã lảo đảo, đi vào bên trái bên trong quật, dừng ở con kia lưu ly quan tài trước. Mà tay của Khương Vọng cầm trường tương tư. Trường tương tư mũi kiếm, chính lơ lửng tại Tống Uyển Khê mi tâm. Lúc này Khương Yểm còn chưa kết thúc thông thiên cung bên trong tranh đấu, cũng liền chưa hoàn thành đối với cả cỗ nhục thân chiếm hữu. Nhục thân quyền khống chế, còn tại Khương Vọng trong tay, cứ việc lúc này thần hồn của hắn đã tràn ngập nguy hiểm. Khương Yểm lại là tiêu diệt tâm ma, lại là ngăn cách linh không điện, lại là phòng bị Khương Vọng phản kích, lực chú ý tất cả đều tập trung ở thông thiên cung bên trong, cho nên vậy mà không có phát giác nhục thân hành động. Hắn thấy, xem như tuyệt đối yếu thế một phương, Khương Vọng càng không khả năng có thừa lực chú ý thông thiên cung bên ngoài mới là. Nhưng Khương Vọng lại một lần nữa mang cho hắn ngoài ý muốn. Vào giờ phút này, Khương Yểm lập tức liền nhớ tới, Khương Vọng cắt chém thần hồn bản nguyên, kịch liệt đau nhức từ trong đến ngoài lan tràn nháy mắt. Hẳn là vào lúc đó, Khương Vọng mượn thống khổ phân ra bộ phận tâm lực, điều khiển nhục thân hành động. Đây là đáng sợ đến mức nào ý chí lực? Làm giao dịch, như thế nào đây? Hắn nghe được trước mặt Khương Vọng nói như vậy. Vậy coi như là cường đại, nhưng ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý thần hồn bản nguyên, giờ phút này lại có chút chói mắt cảm giác. Người nói cái gì tới? Khương Yểm phi thường khó được cười, tiếng cười xuyên thấu qua Minh Trúc truyền ra, có một loại lạnh lẽo cảm giác, sẽ không dùng áp chế kẻ yếu thủ đoạn đến bảo toàn tự thân. Có nhớ không? Khương Vọng yên lặng nhìn chăm chú lên Minh Trúc, không dám cũng không chịu có chút buông lỏng, nàng cũng không yếu. Có chân ma phong thái, ngươi nói, ngươi có nhớ không? Chúng ta vốn là một thể, Khương Vọng, hỏi một chút chính ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ quan tâm một đầu ma? Ngươi dùng ma đến uy hiếp ta, có phải là có chút quá buồn cười, bỏ qua những cái kia nhàm chán nói nhảm, như thế nào đây? Khương Vọng âm thanh lạnh lùng nói, nếu quả thật buồn cười lời nói, ngươi đã giết ta, không phải sao? Có lẽ ta chỉ là muốn nghe xem ngươi nói cái gì. Dù sao chúng ta cũng ở chung lâu như vậy, khó tránh khỏi có tình cảm tồn tại, mà lại chúng ta đồng nguyên mà sinh, đối với ngươi thống khổ bi thương, ta cũng cảm động lây. Khương Yểm chậm rãi nói, kỳ thật ngươi không cần như thế kháng cự, đổi ta đến chủ đạo cỗ thân thể này, chỉ là chúng ta một loại tân sinh. Càng cường đại, càng hoàn mỹ hơn tân sinh. Cái gì vốn là một thể, ngươi chính là ta. Không cần nói nữa đi. Khương Vọng giật giật trường kiếm. Ra hiệu Khương Yểm buông tay, bất quá có một chút ngươi nói không sai, chúng ta ở chung lâu như vậy. Cho nên ngươi là hiểu rõ ta, đúng không? Ngươi biết, tại ngươi tiêu diệt thần hồn bản nguyên của ta trước đó, kiếm của ta nhất định có thể đâm xuyên mi tâm của nàng. Khương Yểm thanh âm trầm mặc một hồi, khói xanh tay vậy mà thật buông ra, xem ra ngươi đã đoán được cái gì. Ta đánh giá thấp ngươi trí tuệ sao, Khương Vọng, ta thừa nhận ngươi rất có trí tuệ, tại Thanh Dương Trấn bị ta phát hiện sau có thể lập tức biện ra một bộ gần như hoàn mỹ hoang ngôn. Trong một đoạn thời gian rất dài, ta cũng thật coi là, ngươi chính là ta bị nhiễm sau mặt trái. Nhưng chúng ta ở chung quá lâu, kinh lịch quá nhiều, ngươi coi như che giấu đến lại hoàn mỹ, cũng không khả năng né qua tất cả chi tiết. Khương Yểm đương nhiên biết điểm này, đây cũng là hắn về sau tận lực tránh cùng Khương Vọng giao lưu nguyên nhân. Nhưng đại khái là người thông minh bệnh chung, hắn nhịn không được vẫn hỏi, tỷ như nói. Tỷ như khi nhìn đến thu sát quân chiến trường trùng sát thời điểm. Ngươi cảm thán một tiếng đây chính là tề cửu tốt a. Ta lúc ấy hỏi ngươi, làm sao bạch cốt tôn thần liền tề cửu tốt cũng biết, ngươi nói muốn thành tựu hiện thế thần linh, mở ra bạch cốt thời đại, làm sao có thể không chú ý đương thời cường quốc. Khương Vọng nói, nhưng trên thực tế là, bạch cốt tà thần đã hoàn toàn không hiểu rõ tề quốc.
thần thậm chí liền hung đồ cũng không biết, mới có thể bị chém vỡ tại hai quân trước trận. Cho nên, ngươi đang nói láo. Ngươi đối với Tề Quốc hiểu rõ, căn bản không phải thông qua Bạch Cốt Tôn Thần được đến, ngươi cũng căn bản không phải là ta. Vậy ngươi, là ai đâu? Khương Yểm lục soát kiếm ký ức, tìm về lúc ấy một màn kia, không khỏi thở dài một hơi, lời ta nói ngươi vậy mà thuật lại đến một chữ không kém, xem ra đối ta đề phòng không phải là một sớm một chiều. Áo đen tâm ma đã bị tiêu diệt, quấn tinh mãng một lần nữa uể oải trên mặt đất. Đây đại khái là người tu hành trong lịch sử đáng thương nhất tâm ma, từ sinh ra đến trưởng thành lại đến tiêu vong, đều là quân cờ của người khác. Từ đầu tới đuôi, không có nửa điểm cơ hội. Khương Vọng nghiêm túc nói, ta tự hỏi không thể so với ngươi càng có trí tuệ, chỉ có nhiều tiếp theo chút khổ công phu. Chỉ có càng chú ý, càng cảnh giác. Cho nên ngươi cảm thấy ta là ai? Khương Yểm lại hỏi, ta vẫn luôn không biết ngươi là ai, thẳng đến lần này. Khương Vọng cầm kiếm linh hiển hóa trường kiếm, một bên chậm rãi kéo dài khoảng cách, vừa nói, ngươi đối với Thanh Giang Thủy Phủ hiểu rất rõ. Hiểu rõ đến. Tựa như ở đây sinh hoạt qua. Ta nghĩ, đáy nước ma quật chỗ như vậy, cho dù là tại Thanh Giang Thủy Tộc bên trong, cũng không có mấy cái người biết chuyện a. Ta biết cái này rất có thể dẫn đến ta bại lộ. Nhưng vì cứu ngươi, đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Khương Yểm thanh âm trả lời, ta cho là ngươi tinh thần bị áp chế, có lẽ sẽ xem nhẹ đi qua. Cuối cùng là đại ý. Có lẽ không phải là đại ý, chỉ là đã không có cần thiết giấu giếm đi. Khương Vọng ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng hắn chỉ là tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là. Là cái gì? Khương Yểm cũng rất phối hợp. Nhìn thấy Tống Uyển Khê thời điểm, trong lòng ta hiện lên một loại cực lớn bi thương. Ta lại không biết nàng, cái kia bi thương chỉ có thể đến từ ngươi. Loại này bi thương trầm thống đến liền minh trúc đều không thể che đậy, lây nhiễm đến ta. À, Khương Yểm cười khẽ một hồi, trong thanh âm mang theo một loại hơi có vẻ thê lương châm chọc, ta như vậy ra hỏa, thế mà cũng biết bi thương sao. Chương 719, Phục Thủ. So biển mây cao hơn vòm trời, phần phật cương phong như đao. Một cái quần áo rách dưới mặt vàng lão tăng tới lúc gấp rút nhanh phi hành, ngoài thân không che không hộ, những cái kia cương phong đối diện đánh tới, vậy mà nhao nhao tự hành tán loạn, không giảm mảy may. Nếu có người gần sát trước người hắn, liền có thể nghe được trong miệng hắn còn nhắc tới không ngừng. Lão Tặc Thiên, lão hòa thượng đây là cái quỷ gì số phận? Chẳng lẽ thật muốn thu một cái chết một cái? Ta còn đặc biệt tuyển mạng cứng rắn. Lão tử thế nhưng là hạ nhiệm huyền không tự phương trượng, tương lai tịnh thổ Phật Đà. Phật tổ ngươi cũng không phù hộ phù hộ. Tịnh thâm, ngươi cần phải chống đỡ, không muốn bước tịnh Nga theo góp. Người tại trời cao bay nhanh, mà đại địa phía trên, thỉnh thoảng có cường hoành thần niệm xông lên tận trời. Mỗi đến lúc này, mặt vàng lão tăng bên hông một cái chuông nhỏ liền nhẹ nhàng lay động huyền không tự, đặc biệt đi đặc biệt sự tình, các phương thiện chủ mời tạo thuận lợi, cản đường cường giả thế là liền biết, đây là Phật Tông Đông Thánh Địa huyền không tự đặc biệt sự tình đi lại, vì Phật sự chạy vội, chỉ vì quá cảnh, vô ý quấy dày. Có cái kia cùng huyền không tự tướng thiện, tự tiện bỏ qua, có đôi kia huyền không tự bất mãn, ngẫm lại huyền không tự thực lực, cũng liền trầm mặc xuống dưới. Nếu không phải sinh tử đại địch, sẽ không tùy tiện có ai làm khó. Đương nhiên, cho dù là huyền không tự đặc biệt sự tình đi lại, cũng không khả năng nghênh ngang từ cảnh quốc dạng này thiên hạ cường quốc trên không bay nhanh. Đi về phía tây, ở giữa cũng rất quấn một chút địa phương, tránh đi một chút cấm địa. Đáy nước trong động ma, lưu ly quan tài bên cạnh. Tuyệt mỹ nữ ma tại trong quan tài lặng im, không nhúc nhích. Cầm kiếm tướng chỉ thiếu niên khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt kiên định. Thông Thiên Cung bên trong đối thoại vẫn chưa kết thúc. Người mới vừa dùng tướng quốc ấn lực lượng ngăn trở linh không điện, càng bằng chứng phán đoán của ta. Khương Vọng nói tiếp, ồ, Đồng A chỗ đeo, chính là tướng quốc ấn của Trang Quốc, nhận Giang Sơn kiên cố, điều trị Trang Quốc xã tắc. Ngươi ngăn lại công kích liền thôi, thậm chí phá hư nó cũng không có gì, nhưng ngươi vậy mà có thể vô thanh vô tức nạp lấy lực lượng của nó cho mình dùng. Ta nghĩ, vẻn vẹn thực lực cường đại cũng không đầy đủ giải thích điểm này, ngươi đối với Trang Quốc tướng quốc ấn có càng sâu lý giải, mới là nguyên nhân một trong. Nói đến thật tốt, Khương Vọng, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Khương Yểm thanh âm u chìm. Bị ngươi thưởng thức, đại khái không phải là cái gì may mắn sự tình. Ta muốn biết. Tại sao là ta? Khương Vọng hỏi. Đúng vậy a, tại sao là ngươi đây? Khương Yểm cười cười. Nụ cười này, rất nhiều không ổn. Bởi vì theo cái này tiếng cười, Minh Trúc không ngờ bắt đầu hướng thần hồn của Khương Vọng bản nguyên tới gần. Minh Trúc phía trên khói xanh tay nhẹ nhàng dò tới, mang theo cực lớn cảm giác áp bách. Hắn vượt qua đường ranh giới. Khương Vọng không chút do dự, lập tức khống chế thân thể, kiếm đâm Tống Uyển Khê thiên linh. Đây là hắn vạch đường sinh tử, tại bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống gì, hắn đều nhất định muốn tuân thủ. Như thế, uy hiếp mới có tồn tại ý nghĩa.
nhưng mũi kiếm cái thoáng run lên, liền không nhúc nhích, lại lơ lửng tại Tống Uyển Khê Thiên Linh trước. Cầm kiếm tay phải, đã mất khống chế. Khương Yểm sở dĩ ở nơi đó cùng Khương Vọng đối thoại, chính là vì xâm chiếm cái này cầm kiếm tay, từ căn nguyên bên trên nhường Khương Vọng uy hiếp mất đi hiệu lực, miễn trừ nỗi lo về sau. Khương Vọng hoàn toàn không biết, tại Thông Thiên Cung thắng bại chưa kết thúc tình huống dưới, Khương Yểm là như thế nào vòng qua khống chế của hắn, cưỡng ép trưởng khống cầm kiếm tay. Có thể nghĩ loại thủ đoạn này tất nhiên cần cực lớn tiêu hao, không phải Khương Yểm cũng không biết lưu đến lúc này. Nhưng hiệu quả phi thường tốt, hắn chưa từng nghe thấy, cũng bởi vậy không cách nào tránh khỏi trúng chiêu. Hiện tại, sẽ không có gì có thể ngăn cản chúng ta quy về một thể. Khương Yểm sâu kín nói. Minh Trúc cấp tốc tới gần, con kia hủy diệt áo đen tâm ma khói xanh tay mở lớn, có một loại trưởng khống toàn cục đại khí, uy thế kinh người. Tại dạng này kinh biến phía dưới, Khương Vọng vậy mà không lùi mà tiến tới, một kiếm túng đến tương quyết. Thật có lỗi, ta đối với cùng ngươi quy về một thể chuyện này, không hứng thú lắm. Nhưng vào lúc này, cái kia ủi oải trên mặt đất quấn tinh mãng bỗng nhiên mở ra mắt rắn, nhảy lên, miệng máu mở lớn, sau này vừa mới miệng nuốt hướng Minh Trúc. Nó trong mắt màu đen đã rút đi, trên người vằn đen đã biến mất, duy thấy ánh sao lấp lánh, nổi bật lên nó to lớn, uy vũ, thần thánh. Lần này tập kích đột nhiên như thế, chính là Khương Vọng ấp ủ đã lâu phục thủ. Khương Yểm là đang cố ý kéo dài thời gian, hắn sao lại không phải? Khương Yểm đang đối thoại thời gian bên trong âm thầm xâm chiếm cầm kiếm tay, Khương Vọng thì lợi dụng khoảng thời gian này, một lần nữa tỉnh lại quấn tinh mãng, nắm chặt tự thân đạo mạch chân linh, chân chính tìm về sân nhà ưu thế. Song phương đều không an phận, đều đang cố ý kéo dài thời gian, đều chưa từng chân chính cùng đối phương giao lưu. Không có hòa đàm, vạch mặt về sau, không tồn tại chung sống khả năng. Khương Yểm một cái không quan sát, cũng đã lầm vào trước sau giáp công kết quả. Giống như trước đó áo đen tâm ma thai nghén sinh, ra linh trí một màn kia tình cảnh tái hiện, Khương Vọng lại một lần nữa xoay chuyển thế cục. Nhưng thấy cái kia Minh Trúc ánh đến phía trên, khói xanh lượn lờ mà sinh. Tại con kia khói xanh tay bên cạnh, sinh ra một cái khói xanh tay. Hai cánh tay mau lẹ nhô ra, lúc lên lúc xuống, một mực chống đỡ quấn tinh mãng miệng lớn. Quấn tinh mãng dãy rùa hí khà zzzz cắn, bắn ra toàn lực, miệng lớn lại vô luận như thế nào cũng cắn không xuống. Mà khói xanh còn đang tiếp tục ngưng tụ. Thân thể, đầu lâu, hai chân, thậm chí lông tóc, phục sức. Một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt kỳ cổ tráng niên nam nhân, xuất hiện ở giữa không trung. Hai tay nhẹ nhõm chống đỡ quấn tinh mãng miệng lớn, ra bên ngoài kéo một phát, tựa hồ là muốn đem quấn tinh mãng xinh xinh xé mở. Nhưng đại khái là cân nhắc đến đạo mạch chân linh giá trị, kéo ra ngoài tay lại thu hồi, ngược lại tại quấn tinh mãng thống khổ khàn giọng bên trong, đấm ra một quyền. Một quyền này, trực tiếp đem có Thông Thiên Cung ra chỉ quấn tinh mãng nện đến Thông Thiên Cung mái vòm. Tại nổ vang một tiếng bên trong, quấn tinh mãng không có lực phản kháng chút nào rơi xuống Thông Thiên Cung mặt đất. Sụi lơ giống một cái rắn chết, không còn có nửa điểm uy vũ sức lực. Cái này khói xanh chỗ tụ tráng niên nam nhân, lúc này mới thản nhiên quay đầu, nhìn về phía Khương Vọng, cùng với kiếm của hắn. Thân phận của người này, đến tận đây đã triệt để rõ rệt. Hắn không phải là người khác, chính là khai sáng Trang Quốc mấy trăm năm cơ nghiệp Trang Thái Tổ Trang Thừa Càn. Hắn là Ung Minh Đế Hàn Chu thời kỳ mở biên đại tướng, tại Ung Quốc Hàn Ân thời kỳ nát đất xưng vương. Hắn là đạo môn thế lực tại Tây Cảnh người phát ngôn, là Thanh Giang đứng đầu Tống Hoành Giang kết bái chi giao. Hắn tuyên cáo Ung Quốc bá nghiệp bỏ dở, tự tay hủy diệt mấy trăm năm trước Bạch Cốt Đạo. Hắn là trượng phu của đời trước Bạch Cốt Thánh Nữ Cốc Y, cùng Thanh Hà Thủy Tộc trưởng công chúa Tống Uyển Khê tình đầu ý hợp, cho nên hắn mới có thể đối với Thanh Giang Thủy Phủ hiểu rõ như vậy. Hắn là đã từng đương thế chân nhân, bây giờ sống nhờ Minh Trúc U Hồn. Cho nên hắn mới có thể tại Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối, Tống Hoành Giang dưới mí mắt, chỉ đạo Khương Vọng lặp đi lặp lại chạy trốn. Gần 200 năm trước Trang Quốc Thái Tổ bỏ mình, là cực lớn biến cố, càng là một cái lâu dài cái bẫy. Trang Thừa Càn chưa hề chân chính chết đi, bây giờ đang muốn mượn nhờ Khương Vọng thân thể trọng sinh. Trang Thừa Càn cùng Khương Vọng, hai cái danh tự này đặt chung một chỗ, liền cơ hồ là không chút huyền niệm có thể nói. Một cái là Trang Quốc Khai Quốc Thái Tổ, một cái là Trang Quốc Tiểu Trấn Thiếu Niên. Một cái là đã từng đương thế chân nhân, một cái là hiện tại nội phủ tu sĩ. Bọn họ cùng tồn một thể, bây giờ lẫn nhau là địch. Giờ này khắc này, đối mặt một kiếm túng đến, thế như lôi đình Khương Vọng. Trang Thừa Càn không chút do dự, một bàn tay đánh ra. Chương 720, hỏi thế gian ai có thể không thẹn. Vì cái gì Khương Yểm một mực tuyên bố muốn cướp đoạt Bạch Cốt Thánh Khu, nhưng lại chưa bao giờ đối với Khương Vọng lười biếng biểu hiện ra vội vàng, ngẫu nhiên thúc giục cũng không cháy bỏng. Cũng không phải là hắn biết Khương Vọng thực lực không đủ, nguyện ý cho Khương Vọng thời gian cùng kiên nhẫn. Mà là bởi vì, tương đối Bạch Cốt Thánh Khu, hắn căn bản vẫn muốn chính là Khương Vọng nhục thân.
Cái gọi là Bạch Cốt Thánh Khu chỉ là vì giảm xuống Khương Vọng để phòng tâm lý mà đưa ra chứng nhãn pháp, nhưng Khương Vọng cảm thấy hắn còn có lựa chọn, bọn họ không phải là không cách nào điều hòa sinh tử đại địch. Bởi vì trên căn bản, Khương Vọng yểm cái thân phận này chính là giả dối, hắn là Trang Thừa Càn, cho tới bây giờ cũng không phải là Khương Vọng mặt trái. Tương phản, hắn đơn giản thúc đẩy sinh trưởng Khương Vọng mặt trái, khống chế Khương Vọng tâm ma, đem Khương Vọng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại hắn không muốn lại chơi đùa, hiện ra chân thực bộ dáng. Sống nhờ Thông Thiên Cung của Khương Vọng lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên hiển hóa nguyên hình. Mà khi hắn xuất hiện lúc, chính là đại cục chống đỡ định lúc. Nhìn chung Trang Thừa Càn một đời, chưa bao giờ có bại cục. Tại U Minh Đế Hàn Chu thời đại, hắn chính là đánh đâu thắng đó danh tướng. Rất được Hàn Chu tín nhiệm, đảm đương mở cương trách nhiệm, chính là trên thực tế phong chủ, vì lên phía Bắc tranh hùng Hàn Chu tọa trấn phía sau. Hàn Chu sau khi chết, hắn nát đất xưng vương. Huyết chiến kỳ xương sơn mạch, ngăn lại Hàn Ân nâng Ung quốc lực lượng tiến công, càng là tại Tần quốc nhìn chằm chằm phía dưới, đại biểu Cảnh quốc, tại Tây Cảnh đóng xuống đạo môn thế lực ảnh hưởng. Hắn cùng Tống Hoành Giang kết nghĩa, cuối cùng hắn một đời, Thanh Giang thủy tộc đều là Trang quốc nhất trung thực minh hữu, nhiều lần phiên huyết chiến. Hắn mượn dùng Bạch Cốt đạo lực lượng lập quốc, trở tay liền đem Bạch Cốt tôn thần tự mình quán triệt lực ảnh hưởng Bạch Cốt đạo hủy diệt. Lúc đó Bạch Cốt đạo cùng Âu Dương Liệt, Lục Diễm thời đại Bạch Cốt đạo không thể so sánh nổi. Trong cuộc đời duy nhất một lần thất bại, chính là chết tại Bạch Cốt đạo hủy diệt trước phản kích bên trong. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã cũng không chân chính chết đi, một lần kia chỉ sợ cũng tính không được thất bại. Càng giống là một cái bố cục, điều hành thực hận bướm cùng Khương Vọng điều hành thần hồn diễm tước chém giết, với hắn dạng này vô địch danh tướng mà nói, quả thực là trò đùa, dễ dàng liền hoàn thành đánh tan. Hắn một đời chưa bại, lần này càng không có bại lý do. Hiện tại hắn tiêu diệt Khương Vọng một nửa lực lượng thần hồn, hủy diệt Khương Vọng tâm ma, ngăn cách Vân Đính Tiên Cung linh không điện nguyên khí duy trì, đem đạo mạch chân linh quấn tinh mãng đánh co quắp, xâm chiếm Khương Vọng cầm kiếm tay, giải trừ đối với Tống Uyển Khê uy hiếp. Thế cục rõ ràng như vậy, hắn tát qua một cái, là tình thế bắt buộc, có vô địch khí. Tựa như tự mình hại mình thần hồn bản nguyên dẫn ra tâm ma tham gia đồng dạng, Khương Vọng dẫn động đạo mạch chân linh chi viện, cũng là đánh vỡ thế cục, nhưng tương tự kết cục lần nữa trình diễn. Trang Thừa Càn hiển hóa nguyên hình, nhẹ nhõm đem quấn tinh mãng bài trừ chiến cuộc. Mà Khương Vọng lại một lần nữa một người một kiếm, cùng Trang Thừa Càn tương đối. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến Trang Thừa Càn cường đại, không thể chiến thắng, dù là đối phương chỉ là u hồn trạng thái. Nhưng lần này, hắn không tiếp tục lui lại, cũng không có cơ hội lui về sau nữa. Trang Thừa Càn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Khương Vọng yếu đuối, bất lực. Kiếm đã tới. Lăng lệ kiếm thế bị một bàn tay nhẹ nhõm đập tan. Trang Thừa Càn bàn tay tiếp tục trước dò xét, mà Khương Vọng bỗng nhiên thả ra kiếm, ôm chặt lấy tay của hắn. Đây quả thực là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Lúc này Khương Vọng, ý trượng lớn nhất chính là kiếm linh hiển hóa trường kiếm, hắn lại buông tay. Mà lực lượng khổng lồ chênh lệch phía dưới, Trang Thừa Càn tùy tiện vừa dùng lực, liền có thể đem thần hồn của hắn bản nguyên đánh tan. Cái này xem ra thật là quá ngu xuẩn. Nhưng ở dạng này nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Trang Thừa Càn lông mày lại nhíu lại, sống nhờ Khương Vọng trong thân thể lâu như vậy, nhận biết Khương Vọng lâu như vậy, hắn phi thường rõ ràng, thiếu niên này tuyệt không ngu xuẩn, tương phản, là kiệt xuất thiên tài, chân chính thiên kiêu. Hắn đối với Khương Vọng chiến đấu tài tình, so Khương Vọng chính mình cũng càng có lòng tin. Cho nên hắn trước tiên bứt ra lui lại. Thế nhưng, đã muộn, cảnh rời tâm chuyển, mắt mê thần huyễn. Chỉ nghe một cái đau thương giọng nữ sướng nói hỏi thế gian ai có thể không thẹn. Đến khổ hải lật đổ thân này, lại độ, vấn tâm kiếp, là hồng trang kính. Khương Vọng dẫn động quấn tinh mãng phục thủ, chính là vì chờ Trang Thừa Càn bại lộ càng nhiều thần hồn, sau đó lôi kéo thần hồn của hắn, cùng một chỗ tiến vào hồng trang kính trong kính thế giới. Bởi vì Trang Thừa Càn sống nhờ tại Khương Vọng trong thân thể, cũng tại thiết thực cải biến tự thân thần hồn lấy thích ứng thân thể. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng có thể là Khương Vọng. Đem hắn mang vào trong kính thế giới cùng một chỗ độ kiếp, là hoàn toàn có thể được, đồng thời Khương Vọng cũng thật làm được. Từ vừa mới bắt đầu, tại còn không thể xác định Khương Yểm nguyên hình thời điểm, Khương Vọng liền phi thường minh bạch. Khương Yểm đối với hắn cực độ hiểu rõ, một khi đến phân chia sinh tử thời điểm, hắn tất nhiên sẽ gặp phải toàn phương vị nhằm vào áp chế. Khương Yểm có vượt qua thực lực của hắn cùng lịch duyệt, lại đối hắn hiểu rõ như vậy. Dùng bất luận cái gì bại lộ tại Khương Yểm trước mặt thủ đoạn, cũng không thể chân chính chiến thắng Khương Yểm. Chiến thắng Khương Yểm biện pháp, chỉ có thể từ Khương Yểm không biết bộ phận đi tìm. Cho nên hắn một mực tại tìm kiếm. Thậm chí cả sáng tạo không biết, một mực tại thăm dò biến số, vì phá cục làm chuẩn bị. Nội phủ chỗ sâu nghiên cứu thần hồn đạo thuật là một, cắt chén thần hồn bản nguyên thúc cố tình ma là một, thần bí hồng trang kính cũng là một.
hồng trang kính biến hóa đều là tại trong kính. Mỗi lần tiến vào hồng trang kính thời điểm, Khương Yểm đều không thể biết được ở giữa xảy ra chuyện gì. Không cần nói Khương Yểm là ai, là thật một cái khác tự mình, hay là trang thừa càn, lại hoặc bạch cốt phân thân, lôi kéo hắn cùng một chỗ độ kiếp, đều là một cái phá vỡ cục diện bế tắc lựa chọn. Từ trên bản chất đến nói, cái này vẫn là dẫn vào phe thứ ba lực lượng, lấy vượt qua hắn cùng trang thừa càn ở giữa thế cục, lấp đầy bọn họ tại trên thực lực chênh lệch. Cùng thúc đẩy sinh trưởng Khương Yểm vào cuộc hành vi, không có cái gì bản chất không giống. Lấy yếu địch mạnh căn bản, đơn giản chính là bên trong cường tự thân, bên ngoài kết cường viện. Hàn Hú dẫn vào Trang Cao Tiện đánh giết Hàn Ân, dẫn vào Mặc Môn lực lượng cải cách triều chính. Năm đó Trang Thừa Càn dẫn vào Bạch Cốt Đạo lập quốc, dẫn vào Đạo Môn lực lượng chống lại Tần, Ung ảnh hưởng, đều là như thế thủ đoạn thể hiện. Nhưng bên ngoài kết cường viện, cần cực kỳ cao siêu phân tắc nắm chắc, không cẩn thận liền có thể biến thành dẫn sói vào nhà, bị ăn làm bôi sạch. Hàn Hú đương nhiên là trong đó cao thủ, hoàn chỉnh đạt thành tất cả mục tiêu chiến lược. Trang Thừa Càn thì càng hơn một bậc, thắng thua ăn sạch, chiếm hết thảy chỗ tốt, mà Khương Vọng lần thứ nhất dẫn vào tâm ma, coi như có chút nắm chắc. Lần thứ hai lôi kéo Trang Thừa Càn tiến vào trong kính thế giới, nhưng là một loại bất đắc dĩ đánh bạc. Bởi vì chính hắn cũng không thể xác định chính mình, phải chăng có thể vượt qua hồng trang kính bên trong một kiếp sau. Nhưng hắn chỉ có thể dạng này cược. Đương nhiên, đối thủ của hắn là Trang Thừa Càn. Tại Trang Thừa Càn loại này tồn tại nhìn chăm chú cùng nhằm vào phía dưới, còn có thể làm được điểm này, còn có thể vì chính mình dãy dụa ra đánh bạc cơ hội, đã phi thường không tầm thường. Cổ pháp cao rộng thông thiên cung, một thời không không. Đại chiến không nghỉ, Khương Vọng cùng Trang Thừa Càn đã biến mất, rơi vào hồng trang kính trong kính thế giới. Mà Quấn Tinh Mãng cuộn tại trên mặt đất yếu ớt. Chỉ có Khương Vọng lúc trước buông ra kiếm linh, lại dài rằng giặc dâng lên, cùng ánh nến sâu kín minh trúc rằng có giữa không trung. Kiếm chém minh trúc, chính là Khương Vọng mạnh kéo Trang Thừa Càn độ kiếp, lưu lại xuống chuẩn bị ở sau. Nếu như kiếm linh có thể không chịu thua kém một điểm, tại đơn độc trong tranh đấu chảm diệt minh trúc, có lẽ cũng có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Khương Vọng cùng Trang Thừa Càn tại Thông Thiên Cung bên trong đấu tranh kịch liệt, thậm chí cả song song ngã vào hồng trang kính trong kính thế giới, cũng không có chú ý tới, bị nhục thân cầm kiếm chỉ lưu ly trong quan, phát sinh biến hóa gì dán tại cái kia tuyệt mỹ nữ ma, trên môi kim phủ cao cao giơ lên, trói lại thân thể xiềng xích vang lên ào ào. Cái kia một mực nửa mở con mắt, bỗng nhiên trừng lớn. Trong mắt điên cuồng sát ý, cơ hồ muốn xông ra lưu ly quan tài. Chương 721, đến khổ hài lật đổ thân này. Hồng trang kính lai lịch bí ẩn. Liên quan tới bối cảnh của nó, Khương Vọng biết không nhiều. Ngoài ý muốn được từ Hồ Thiếu Mạnh tay, nhưng bị hạn chế thực lực, Hồ Thiếu Mạnh bản nhân đối với kiện bảo bối này không có quá nhiều nghiên cứu, cái khai phát ra huyễn thân cách dùng. Nhưng trước mắt biết đến tin tức là, liền Điếu Hải Lâu thực quyền trưởng lão Hải Tông Minh, đều 10 phần ngấp nghé vật này. Mà từ hồng trang kính bản thân đến xem, từ phi tuyết kiếp bên trong, Khương Vọng không có đạt được quá nhiều manh mối. Ngược lại là đệ nhị kiếp Phúc Hải kiếp, mơ hồ lộ ra không ít tin tức. Nhưng tình báo thiếu thốn, Khương Vọng cũng rất khó chắp vá ra hoàn chỉnh lý giải. Chỉ biết là đại khái cùng một cái gọi Phúc Hải, người có quan hệ. Tại phi tuyết kiếp cuối cùng, tuyết trắng biến mất, đất đông cứng hòa tan, gió xuân phát sinh. Giọng nữ nói, là hồng nhan chưa lão. Tại Phúc Hải kiếp cuối cùng, thiên địa lâm vào vĩnh ám. Giọng nữ nói, là mặt trời dập tắt, mỗi một kiếp mở màn, đều có một câu. Đệ nhất kiếp là đáng thương kiểu nhan trước gương lão, hồng trang thiên sát người trong kính. Đệ nhị kiếp là há lại nói thế gian không tuyệt sắc. Hồng trang vừa chiếu giết một người. Đến đệ tam kiếp, thì là hỏi thế gian ai có thể không thẹn. Đến khổ hải lật đổ thân này. Xem ra tựa hồ không có gì liên hệ, lại hình như ẩn ẩn có thể cấu kết lên một cái cố sự. Cái kia mở màn giọng nữ xuyên qua từ đầu đến cuối, liên tiếp lấy tất cả manh mối. Tại phi tuyết kiếp, thanh âm kia từ đầu tới đuôi đều là lạnh lùng. Tại Phúc Hải kiếp thời điểm, ban sơ tuyên cáo kiếp nạn lúc bắt đầu, cũng là lạnh lùng băng hàn, nhưng ở câu kia Phúc Hải, ta muốn giết ngươi. Bên trong, lại tràn ngập cừu hận. Mà lần này, ngay từ đầu liền mang theo đau thương cảm xúc. Tựa hồ theo trong kính thế giới kiếp nạn kinh lịch, cái kia giọng nữ chậm rãi có biến hóa. Loại biến hóa này ý vị như thế nào, Khương Vọng cũng không biết. Vừa vặn loại này không biết, chính là Khương Vọng muốn cơ hội. Đối mặt trăm phương ngàn kế lâu như vậy. Đối với hắn hiểu rõ Trang Thừa Càn, đem một lên kéo vào không biết, đồng dạng đối mặt biến số, bản thân cái này dù cho đối với chênh lệch xóa bỏ, về phần có thể xóa bỏ rơi bao nhiêu, vậy phải xem hồng trang kính có thể làm đến cái tình trạng gì. Từ phi tuyết kiếp, Phúc Hải kiếp, lại đến vấn tâm kiếp. Từ lần thứ nhất vội vàng không kịp chuẩn bị, đến lần thứ hai cân nhắc về sau mạo hiểm thăm dò, lại đến lần này bỏ mạng đánh cược một lần. Khương Vọng không cảm thấy mình bây giờ có đầy đủ thực lực vượt qua,
trong kinh thế giới đệ tam kiếp, nhưng ở lúc ấy làm khắc, đã bây giờ không có những biện pháp khác. Trang thừa cản thật đáng sợ, là một loại nhường người tuyệt vọng đáng sợ. Một mực đem khống thế cục, tính toán tất cả, không cần nói Khương Vọng có cái gì phản kháng, hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Lật tay ở giữa, liền trấn áp tất cả hy vọng. Tại các loại thủ đoạn đều thử qua về sau, Hồng Trang kính là hắn nhất định phải vận dụng ám thủ. Mà tại chính thức vận dụng cái này ám thủ trước đó, liền chính hắn cũng không biết, đó là cái gì, bọn họ sẽ đối mặt cái gì. Ngươi vốn có thể cứu ta. Tại phẳng phất trong bóng đêm vĩnh hằng, Khương Vọng nghe được một thanh âm nói như vậy. Lúc này hắn cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng nghe được rất rõ ràng. Ngươi vốn có thể cứu ta. Câu nói này đang lặp lại, dùng thanh âm bất đồng đang lặp lại. 10 cái người khác nhau, 100 cái người khác nhau, 1000 cái người khác nhau. Vô số thanh âm rót thành một tiếng, hỗn hợp thành một loại khiến người phiền ác, thanh âm thống khổ. Vì cái gì ngươi không có? Quay đầu đoạn đường này đi tới tất cả kinh lịch, nhất làm cho Khương Vọng hối hận, nhất làm cho Khương Vọng chuyện áy náy, là cái gì? Là lúc trước tại Phong Lâm thành vực, hắn vốn đã trước giờ dự báo đến nguy hiểm, lại dễ tin đồng a, kết quả tại bi kịch phát sinh lúc, trừ An An cùng Tống Thanh Chỉ bên ngoài, không có thể cứu xuống bất cứ người nào. Sinh tử của hắn huynh đệ, lão sư đồng môn, hàng xóm láng giềng, thân hữu hương nhân, toàn bộ Vĩnh Luân, loại kia hối hận cùng thống khổ, thời thời khắc khắc đều gặm nuốt lấy hắn tâm. Vì cái gì ngươi không có? Tại bóng tối vô tận bên trong, có một khuôn mặt từng bước rõ rệt, tấm kia lúc đầu gương mặt tuấn mỹ, bị lợi khí cắt tới thất linh bát toái, dữ tợn khủng bố. Nhưng Khương Vọng vẫn dễ dàng nhận ra, kia là Triệu Nhữ Thành. Ta! Khương Vọng vươn tay, muốn chạm đến hắn, nhưng lại không dám. Chỉ là ngập ngừng nói, ta. Hắn không có cách nào giải thích. Hắn tìm không thấy, cũng không thể vì chính mình tìm bất kỳ cớ gì. Đây là hắn vĩnh viễn đau xót. Vì cái gì ngươi không có? Tại ngàn ngàn vạn vạn thanh âm bên trong, Khương Vọng vẫn nghe được Lăng Hà thanh âm. Thanh âm của hắn khoan hậu, trầm ổn, cho dù là đang chất vấn, cũng mang theo bao dung, mang theo thân cận. Phảng phất tại nói, tiểu Vọng, không có quan hệ, ta không trách ngươi. Vừa vặn là loại này Lăng Hà nhất định sẽ có tha thứ, nhưng Khương Vọng lập tức liền sụp đổ. Hắn quỳ rạp xuống đất, thống khổ ôm đầu, thật xin lỗi. Là ta ngu xuẩn cùng ngây thơ, hại các ngươi. Hắc ám bên trong, mơ hồ u ảnh đang quẫy loạn, đang đến gần, càng ngày càng gần. Khương Vọng quỳ rạp xuống hắc ám trung tâm, bị hắc ám bao vây, giống như cũng muốn, dung nhập cái này hắc ám. Ca. Hắn nghe được một cái như chuông bạc giọng trẻ con. Ca. Ngươi không cần ta nữa sao? Khương Vọng bỗng nhiên một cái đứng lên, trợn tròn rơi lệ hai mắt, An An, An An. Tất cả chất vấn tiếng đều tán đi. 1000 cái, 10000 cái, mấy trăm ngàn cái thanh âm, đều biến mất. Tại bóng tối vô tận bên trong, hắn cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không đến. Nhưng hắn trầm mặc tiếp tục một hồi. Hắn vươn tay ra, trong bóng đêm, lau đi nước mắt của mình. Lăng Hà huynh của ta, Nhữ Thành ta đệ, A Trạm ta bạn, Tiêu Sư ta trưởng. Ta tình cảm chân thành thân bằng, đồng môn hàng xóm láng giềng. Đối với các ngươi, ta vẫn tâm hổ thẹn. Hắn nói, ta đi nhân thế, như tại trong khổ hải. Nhưng ta vẫn muốn đi xuống dưới, không chỉ là muốn chiếu cố An An, càng là muốn dẫn lấy các ngươi tất cả đi xuống. Thanh âm của hắn bình tĩnh, kiên định. Ta đến gánh vác tất cả bi thương, ta đến gánh chịu tất cả thống khổ. Cừu hận của các ngươi, ta đến trả báo, giấc mộng của các ngươi, ta để hoàn thành. Sâu trong bóng tối u ảnh, vô thanh vô tức tản ra. Ầm, ầm, ầm. Trong bóng tối bỗng nhiên vang lên tiếng tim đập, như nổi trống tiếng tim đập. Khương Vọng cảm giác được, trái tim của mình tựa hồ tại bành trướng, tại phồng lên, đang reo hò, giống như muốn bạo chết. Muốn ngay tiếp theo toàn bộ thân thể cùng một chỗ nổ thành tro bụi. Mà hắn nghe được, tại cái kia tiếng tim đập bên trong, có một cái nam nữ chớ phân biệt, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc thanh âm đang hỏi đối mặt chân bảo, ngươi là có hay không sinh ra qua tham lam. Đối mặt sắc đẹp, ngươi là có hay không sinh ra qua dâm niệm? Ngươi là có hay không vọng động qua sát niệm? Phải chăng nghĩ tới phá hư mỹ hảo? Ngươi là có hay không xa xỉ nghĩ tới quyền lực? Ngươi là có hay không đố kỵ qua hắn người? Những vấn đề này, thẳng đến nội tâm chỗ sâu nhất. Phảng phất muốn đem tất cả mặt tối, từ cái kia sâu nhất trong bóng tối lôi kéo ra tới. Nhường mặt người đúng, nhường người sám hối. Cái thanh âm kia nói, sâu nhất hắc ám, là đối mặt lòng của mình. Sinh linh ở sâu trong nội tâm dơ bẩn ác độc, so vũ trụ vĩnh ám càng thâm trầm. Ngươi thấy sao? Ngươi làm sao đối mặt? Ngươi lựa chọn như thế nào? Khương Vọng chẳng biết lúc nào, đã ngồi xếp bằng. Hắn ngồi một mình ở vĩnh hằng trong bóng tối, ngũ tâm triều thiên. Thật sự là hắn nhìn thấy ở sâu trong nội tâm, hoàn toàn chính xác thừa nhận chính mình cũng từng có ác niệm.
Nhưng đối mặt cuối cùng này vấn đề, hắn chỉ nói bốn chữ. Hắn nói nhất niệm hoa khai. Thiên đường địa ngục, ngay tại một ý niệm. Chương 722, tiếc nuối. Người bản dục cũng không thiện ác có thể nói, nhưng cần lấy quy, cần lấy thước, cần lấy độ. Phóng túng bản dục thường thường sẽ dẫn đến ác quả. Tỷ như đói. Đói sẽ bản năng thúc đẩy mọi người ăn, có người lựa chọn cướp đoạt hắn người đồ ăn, có người lựa chọn lừa bịp hắn người lấy ngồi mát ăn bát vàng, mà có người lựa chọn chính mình lao động. Đói không ác tính, cướp đoạt là việc ác, mà đốt rẫy gieo hạt, nhưng là đói diễn sinh đường hoàng chính đạo. Nhân sinh đến gồm cả thần ma lưỡng tính. Bản năng hướng tới mỹ hảo, cũng bản năng có được phá hư dục. Một ý nghĩ sai lầm, thiện ác lặp đi lặp lại, thần ma dị vị. Cho nên cần một cái chiếc lồng, giam cầm bản dục, không để đặc biệt. Thuần hóa bản dục, chính là tu tâm quá trình. Cái gọi là thảnh thơi vượn, buộc ý ngựa, hàng long phục hồ ngồi không sơn. Đạo môn thanh tâm, nho môn quy lễ, Phật môn cầm giới, pháp gia chế luật, binh gia định lệnh. Trên bản chất đều là tại chế tạo đạo đức lồng, cầm tù ác ta. Khương Vọng nhận rõ chính mình, cũng không tị húy bản dục. Hắn thừa nhận từng có ác nghiệm tạp sinh thời khắc, nhưng cuối cùng đều bị đạo đức cùng nhân cách quy buộc. Hắn được chứng kiến thế giới này hắc ám chỗ, rõ ràng nhân tính phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn có thể thản nhiên nói ra nhất niệm hoa khai. Thế là cái này dường như trong bóng tối vô tận, thật sự có tiên hoa nở rộ. Phồn hoa một đường mở khắp, hắc ám không ngừng rút lui. Đây là vĩnh ám kết thúc sau cái thứ nhất mùa xuân. Phồn hoa khắp nơi, hắc ám dừng ở chân trời. Thế là cái kia thanh âm quen thuộc vang lên. Vấn tâm kiếp tiêu, sương phát xuân thảo. Vĩnh ám về sau vẫn có mùa xuân, nhưng khi đó tuổi tác đã già, xuân thảo sinh thời sương phát sinh. Nhàn nhạt nghi hoặc chợt lóe lên. Khương Vọng sửng sốt một hồi, mới hoảng hốt hiểu được, hắn vừa mới vượt qua vấn tâm kiếp. Một kiếp này cùng lúc trước kiếp nạn cũng khác nhau, tựa như không có gì thực chất uy hiếp, nhưng lại so trước đó kiếp nạn đều muốn đáng sợ. Không thể nhận thấy đã phát sinh, Khương Vọng rõ ràng là chủ động nhập kiếp, nhưng thân ở vấn tâm kiếp bên trong, lại vẫn không hề có cảm giác. Trước đó không cần nói là phi tuyết kiếp hay là phúc hải kiếp, không cần nói có nhiều gian nan, chí ít đều biết chính mình tại nhập kiếp, biết hẳn là cố gắng ứng đối. Mà vấn tâm kiếp căn bản nhường người không thể nào trí giác, để cho người chết cũng không biết là thế nào chết. Khương Vọng sở dĩ có thể lông tóc không hao tổn vượt qua kiếp nạn này, có rất lớn trình độ bên trên vận khí nhân tố. Đầu tiên là bởi vì, hắn tại Khô Vinh Viện di chỉ, đã trải qua một lần đối với đạo tâm khảo vấn, đối với loại hình vậy vấn tâm, xem như có nhất định chống cự kinh nghiệm. Mà quan trọng hơn một điểm là, lúc này Khương Vọng, chính là đạo tâm sạch sẽ nhất, nhất thuần trong vắt, nhất không có kẽ hở thời điểm. Bởi vì ngay tại nhập kiếp trước đó, hắn tất cả mặt trái vừa mới bị trang thừa càn dẫn đạo ra tới, thai nghén sinh ra tâm ma. Mà điều này đại biểu lấy mặt tối tâm ma, lại tại mới vừa rồi bị trang thừa càn tiêu diệt. Lúc này Khương Vọng, có thể nói đạo tâm trong suốt như lưu ly, so bất cứ lúc nào đều càng không sợ tại vấn tâm. Vô xảo bất thành thư, vừa vặn là trang thừa càn đối với Khương Vọng công kích, viện trợ Khương Vọng bình yên vượt qua kiếp nạn này. Tại một mảnh phồn hoa bên trong, Khương Vọng có thể rõ ràng cảm giác được, trước đó chủ động cắt chém thần hồn bản nguyên, cấp tốc đạt được bổ song. Loại kia thần hồn chỗ sâu thiếu thốn cảm giác, rốt cục tiêu tán. Thể xác tinh thần đều thu hoạch được thỏa mãn, loại cảm giác này khiến người say mê. Tựa như vĩnh ám về sau, xuân thảo sinh trưởng, hoa xuân tràn ra, thần hồn bên trong, cũng tại mở hoa. Đó là một loại mạnh mẽ có lực trưởng thành, thần hồn biến càng cứng cỏi, càng khỏe mạnh. Nếu như nói trước đó độ kiếp sau tăng lên là thần hồn lực lượng số lượng, vấn tâm kiếp sau, tăng lên chính là thần hồn lực lượng chất lượng. Dùng thần hồn nặc xà đến trực quan biểu hiện lời nói, vẫn có thể phóng xuất ra 3.000 đầu trái phải thần hồn nặc xà, nhưng mỗi một đầu thần hồn nặc xà, đều muốn so trước đó càng mạnh gấp 10. Khương Vọng không kịp tinh tế trải nghiệm tự thân, càng không có tâm tư quan sát hồng trang kính biến hóa. Thành công sau khi độ kiếp, trước tiên liền thoát ly trong kính thế giới, quay lại thông thiên cung. Hắn chính là phải thừa dịp lấy trang thừa càn vượt qua vấn tâm kiếp trước đó, đem nó tại thông thiên cung bên trong căn cơ xóa đi, gia nhập trường tương tư kiếm linh cùng Minh Trúc chiến đấu, đem Minh Trúc triệt để chảm diệt. Đây là thắng bại cơ hội. Hoa xuân mở, thu nguyệt trắng. Một cái ấm ôn nhu nhu giọng nữ tại ca hát. Cái kia bài hát như thế êm tai, cái kia tiếng mà quen thuộc như thế. Trang thừa càn tư thái tùy ý ngồi trên mặt đất, hơi nghiêng đầu, lặng lặng nhìn về phía trước. Phía trước là cái này bóng đêm vô tận bên trong, duy nhất ánh sáng. Nơi đó có một đạo nổi bật thân ảnh, liền thân váy trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Nàng đứng tại một gốc liễu rủ bên cạnh, tựa hồ không thắng gió đêm. Hết lần này tới lần khác giọng hát động lòng người, khiến người hun hun nhưng như say, như mộng như ảo. Phi tuyết kiếp thời điểm mà không đi nói, Khương Vọng lần thứ hai thần hồn tiến vào trong kính thế giới thời điểm,
thế nhưng là Minh Sát nhường tiến về phía trước đi giám sát. Tại đã biết trong tin tức, Trang Thừa Càn cũng không biết Khương Vọng Tại trong kính thế giới kinh lịch, nhưng có thể rất rõ ràng biết hai điểm. Đệ nhất, tiến vào trong kính thế giới là kiện chuyện nguy hiểm. Thứ hai, mỗi lần sau khi đi ra, thần hồn của Khương Vọng lực lượng đều biết đạt được trưởng thành. Từ đó có thể biết, trong kính thế giới tất nhiên cùng thần hồn có quan hệ, khả năng có một loại nào đó nhằm vào thần hồn khảo nghiệm. Cho nên tại bị kéo vào trong kính thế giới thời điểm, hắn trước tiên liền vận dụng thần hồn phòng hộ bí pháp, cố thủ thần hồn. Thế nhưng vấn tâm kiếp cũng không có công kích hắn, mà là giống một chiếc gương, chiếu rọi bản tâm của hắn chân ngã, soi sáng ra đáy lòng của hắn sâu nhất, bí ẩn nhất tiếc nuối. Hắn giống như cũng trúng chiêu. Lúc này nhìn xem tấm lưng kia, nghe cái kia tiếng ca, si ngốc như say. Ai tại thế gian này không có tiếc nuối đâu? Ai không có thống khổ qua? Ai không có bi thương thời khắc? Cho dù là đương thời chân nhân, một đời hùng kiện, cũng không miễn có trời tối người yên thời điểm, nan kham hồi thủ. Hoa xuân mở, thu nguyệt trắng. Một vòng màu tuyết, mười phần khó qua. Là tương tư tới. Nữ nhân kia đang hát. Nàng hát sáng rực rơi, trong kính qua. Trăm năm sinh tử, tam thế có sai. Là ai cười ta? Cái kia trong tiếng ca mang theo ngọt, mang theo buồn bã, mang theo tình ý, mang theo tưởng niệm. Trang Thừa Càn nhất thời giật mình. Cái này thủ tướng nghĩ tiểu khúc, đã bao nhiêu năm chưa nghe. Đời này của hắn, không hối hận phản bội Ung Quốc, nát đất tự lập. Không hối hận đánh vỡ tiềm ước, nhiễu loạn Tây cảnh trật tự, dẫn vào đạo môn thế lực. Không hối hận tất cả lợi dụng, mưu đồ, trao đổi cùng bỏ qua. Từ một cái vô danh tiểu tốt, từng bước một trưởng thành là đánh đâu thắng đó danh tướng. Từ một vị tướng quân, vượt qua nhất cực lớn cánh cửa, trở thành đế vương. Có một số việc nhất định phải dứt bỏ, có chút lựa chọn nhất định phải làm ra. Tây cảnh ngay lúc đó thế cục, quần hùng vây quanh, tất cả tài nguyên đều bị chia cắt hầu như không còn. Đưa tay muốn bất luận cái gì một điểm tài nguyên, đều cần đi người khác trong chén đoạt, mới lập xã tắc là muôn vàn khó khăn. Phàm là có một bước đạp sai, hắn thành liền không được trang quốc. Hắn cùng nhau đi tới, kiên định không hối hận. Nhưng duy chỉ có đối với một sự kiện. Duy chỉ có đối với một người, thật sự là hắn vẫn tâm hổ thẹn. Hắn không cách nào phủ nhận, cũng không thể không đối mặt. Người kia, ngay tại trước mắt hắn. Cái kia tiếng ca, ngay tại hắn bên tai. Uyển Khê. Hắn thì thầm. Nữ nhân kia hát đến càng dễ nghe, hắn nghe được càng say mê. Hắc ám càng sâu, càng chìm. Cái này chỉ ám trong kính thế giới, tựa hồ muốn Trang Thừa Càn đồng hóa trong đó. Trang Thừa Càn hai chân trước biến mất, hóa vào hắc ám. Sau đó là thân thể. Là cánh tay. Hắn từng chút tan vào cái này hắc ám bên trong. Hắc ám chậm chạp trèo lên trên cái cổ, bò đến môi dưới. Rốt cục, Trang Thừa Càn há mồm. Hỏi thế gian ai có thể không thẹn. Đến khổ hài lật đổ thân này. Hắn chậm rãi nhấm nuốt câu nói này. Sau đó hắn đứng lên. Hắn thân thể ban đầu đã đại bộ phận đều bị tiêu mất. Nhưng theo hắn ý đồ làm đứng lên động tác này, hắn thân thể, hai chân của hắn, lại toàn bộ đều hiển hiện. Tựa như hắn. Sinh sinh từ trong kính thế giới trí ám bên trong, lôi kéo về chính mình. Chương 723, Họa Mi. Nghe cái này một khúc, đã đầy đủ. Trang Thừa Càn tại bóng đêm vô tận bên trong, nhẹ nhàng nói. Ta không có càng nhiều thời gian có thể cùng ngươi. Thanh âm của hắn, có như vậy một nháy mắt, vậy mà vô cùng ôn nhu. Nhưng hắn thu tầm mắt lại lần này, lại quả quyết phi thường. Ánh mắt thu hồi đồng thời, cái kia ca hát bóng lưng liền đã biến mất, tính cả liễu rủ, tính cả ánh sáng. Thế giới này. Thú vị. Trang Thừa Càn nhạt vừa nói đạo, lúc này thanh âm đã lạnh lùng. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có lún xuống, bỏ mặc chính mình đang vấn tâm kiếp bên trong, chỉ bất quá tham luyến một lát ôn nhu. Mà bây giờ hắn bước ra một bước, bóng đêm vô tận bắt đầu rút lui, tựa hồ sợ hãi với hắn uy thế. Thiên địa ánh sáng, khắp nơi khoảng không. Trong kính thế giới cái kia giọng nữ cũng không tiếp tục xuất hiện. Bởi vì Trang Thừa Càn cũng không có chân chính vượt qua vấn tâm kiếp. Thế nhưng hắn đem vấn tâm kiếp đánh vỡ. Thông Thiên Cung bên trong, Trường Tương Tư kiếm linh kiếm chém Minh Trúc, mà Minh Trúc ánh đến xa xôi, chớp nhoáng trái phải. Song phương một đuổi một chạy, tại cái này cổ pháp cao rộng Thông Thiên Cung bên trong trên dưới bốc lên, Minh Trúc cũng không đánh trả, nhưng kiếm linh giống như cũng rất khó đem nó triệt để chảm diệt. Tại cái nào đó nháy mắt, thần hồn của Khương Vọng bản nguyên trở về Thông Thiên Cung bên trong, một cái cầm kiếm linh, trực tiếp là được một kiếm lão tướng tuổi xế chiều, dị thường quả quyết, thẳng đến Minh Trúc. Hắn mượn Hồng Trang kính lực lượng đoạt được tiên cơ, chính là muốn chảm phá Trang Thừa Càn nương thân bảo vật, đặt vững thắng thế. Vượt qua vấn tâm kiếp Khương Vọng, thần hồn đã là cường đại trước nay chưa từng có. Một kiếm nơi tay, rất có không có gì không chém uy thế. Lại mượn nhờ Thông Thiên Cung lực lượng cưỡng ép áp chế. Cái kia linh động vô cùng Minh Trúc lại nhất thời bị buộc lại, trái phải khó thoát.
mà trường kiếm đã tới. Ngay lúc này, ánh nến lay động, một cái tay giò xét sắp xuất hiện đến, thẳng tắp bóp hướng kiếm linh. Trang Thừa Càn cũng trở về. Vấn tâm kiếp căn bản không thể ngăn lại hắn. Không giống với Khương Vọng đánh bậy đánh bạ, hắn từ đầu đến đuôi liền xem thấu vấn tâm kiếp, sở dĩ một trận mê thất, chỉ là bởi vì hắn không muốn nhanh như vậy tỉnh lại thôi. Biết rõ kia là một hồi ảo mộng, hắn cũng nguyện ý một giấc chiêm bao. Đối mặt Trang Thừa Càn đột nhiên nhô ra bàn tay lớn, Khương Vọng quyết đoán thu kiếm triệt thoái phía sau. Trang Thừa Càn đã kịp thời trở về, đánh tan Minh Trúc cũng đã không thể nào. Quả thật vượt qua vấn tâm kiếp, nhường thần hồn của Khương Vọng lại một lần nữa cường hóa, rút ngắn cùng Trang Thừa Càn khoảng cách. Nhưng Khương Vọng vẫn không cho rằng chính mình có thể là Trang Thừa Càn đối thủ. Kế hoạch không thành, liền quyết đoán từ bỏ. Bây giờ không phải là liều chết thời điểm, còn có cơ hội. Hắn muốn làm chính là kéo dài thời gian, tiếp tục tìm kiếm biến số. Mà Trang Thừa Càn đương nhiên không chịu lại kéo dài, trực tiếp nguyên hình hiển hóa, đạp không mà rơi, một bàn tay vào đầu phủ xuống, như vòm trời sụp đổ. Đối mặt uy thế này kinh khủng một bàn tay, Khương Vọng cơ hồ có thông thiên cung đều đã sụp đổ ảo giác. Giống như sau một khắc, hắn liền bị ép vì cho bụi. Tránh cũng không thể tránh, nhường không thể nhường. Khương Vọng thế là hướng về phía trước, Khương Vọng thế là vung kiếm. Vậy liền không tránh không né, sinh tử tương hướng. Ngay một khắc này, kinh biến phát sinh. Khương Vọng nhục thân ngay tại lưu ly quan tài bên cạnh. Mà lưu ly trong quan, xiềng xích bỗng nhiên đứt đoạn, kim phù hóa thành cho bụi. Nhập ma Tống Uyển Khê nhảy lên một cái, nhét đầy điên cuồng đôi mắt đẹp nhìn thẳng Khương Vọng. Trang! Nàng phát ra một tiếng mập mờ nhưng tràn ngập hận ý gào thét. Cái kia một đôi như bạch ngọc điêu thành nhu đề bên trên, móng tay tăng vọt. Một móng đánh tới. Toàn bộ lưu ly quan tài chịu không nổi uy thế này, nổ thành vô số mảnh vụn. Cái kia bệ đá vậy mà cũng bắt đầu bắn bay hòn đá, không chịu nổi áp lực. Còn chưa tới gần, Khương Vọng thân thể liền có kịch liệt nhói nhói cảm giác, giống như lập tức sẽ chia năm xẻ bảy. Như tử kỳ sắp tới. Đột nhiên gặp này biến cố, thông thiên cung đấu tranh nội bộ giết tới tối hậu quan đầu Khương Vọng cùng Trang Thừa Càn, vô cùng có ăn ý lập tức tách ra. Bọn họ chỉ có cái này một thân thể, một khi nhục thân hủy diệt, liền đều thành không. Khương Vọng lập tức tiếp quản nhục thân, điên cuồng lui lại. Nhưng, căn bản lui không ra. Biến số hoàn toàn chính xác xuất hiện, nhưng cũng không phải là hắn chỗ chờ đợi cái kia biến số. Tống Uyển Khê một chảo này, khóa kín hắn tất cả né tránh không gian, phong bế hắn ý cùng thế. Đây là lực lượng khổng lồ chênh lệch. Như Trang Thừa Càn nói, Tống Uyển Khê có chân ma phong thái, chỉ là thành ma thời điểm đã yếu ớt, là sẽ chết trạng thái, chưa thể bảo trụ thần trí cùng ký ức, mới chưa thể thành tựu chân ma. Tuy không thần trí, vẻn vẹn lực lượng liền cơ hồ là nghiền ép Khương Vọng. Chảo phong đối diện, mắt thấy là phải bị đơn giản xé nát. Tại dạng này thời khắc nguy hiểm, Khương Vọng cánh tay phải động. Cánh tay phải của hắn, cầm trường tương tư. Cánh tay phải của hắn, lúc trước trong tranh đấu, bị Trang Thừa Càn chỗ xâm chiếm. Thế là một kiếm móc nghiêng. Đây chỉ là vậy một cái mà thôi. Là cơ sở nhất, bình thường nhất kiếm thức. Nhưng cái này đồng thời cũng là thấm nhuần bản chất một kiếm, là thẳng đến chân thực một kiếm. Trực tiếp đem cái kia cực lớn chảo ảnh đánh tan, đem cái kia vừa nhọn vừa dài móng tay chém bay, cắt đứt Tống Uyển Khê thế công. Tống Uyển Khê một móng đánh tới, phá thiên ép đất, lại bị vô cùng đơn giản một kiếm chém bay. Lấy chỉ là thần thông nội phủ tu vi, lấy vẻn vẹn một cái cánh tay phải, liền hoàn thành Khương Vọng căn bản không thể nào hoàn thành sự tình. Đây là cảnh giới bên trên chênh lệch thật lớn. Trong nháy mắt này, Khương Vọng vậy mà sinh ra chỉ có đem thân thể giao cho Trang Thừa Càn, mới có thể chạy trốn ý nghĩ. Hắn lập tức đem ý nghĩ này chém vỡ. Như thế có lẽ có thể bảo trụ nhục thân, nhưng thần hồn nhất định vô tồn. Kết quả còn không bằng nhục thân vỡ nát. Ý nghĩ này, chắc là Trang Thừa Càn bí pháp thúc đẩy sinh trưởng. Ngươi lại muốn làm thủ đoạn, ta liền phối hợp nàng giết ta. Thông Thiên Cung bên trong, Khương Vọng hung hăng nói. Trang Thừa Càn căn bản không tiếp lời này gốc dạ, chỉ nói, nàng có tiếp cận chân ma lực lượng, một cánh tay không đủ. Hắn hiểu rất rõ Khương Vọng, như Khương Vọng dạng này người, sẽ chỉ chiến tử, tuyệt đối không thể tự sát. Khương Vọng cũng tự biết điểm này, cũng không tiếp tục dây dưa, cái lạnh giọng trả lời, kia là chuyện của ngươi, ta không thể nào nhường ra càng nhiều. Chỉ có ta có thể ngăn cản nàng. Bọn họ tại Thông Thiên Cung bên trong đàm phán, mà nhập ma Tống Uyển Khê nhưng căn bản không quan tâm, khoảnh khắc lại đã trở về. Nàng người mặc hoa lệ cung áo, khuôn mặt tuyệt mỹ. Nhưng ánh mắt điên cuồng, một cái tay móng tay bị cắt đứt, một cái tay móng tay vẫn như đao nhọn. Giờ phút này tóc dài loạn vũ, ma khí cuồn cuộn, lại là một móng đánh tới. Nàng đích xác là không có cái gì linh trí, làm việc giống như chỉ bằng bản năng. Lúc trước cái kia một móng là thuần túy vận dụng nhục thân lực lượng, tại bị chém bay về sau, giống như mới bản năng bắt đầu vận dụng ma khí.
ma khí khẽ động, uy thế khoảnh khắc không giống. Nếu như nói lúc trước Tống Uyển Khê là cự thạch, giờ phút này nàng là được núi cao, ma khí như rắn như dây thừng, càng tại chảo rơi trước đó, bắn nhanh mà tới. Nhất định phải nhường ta lập tức tiếp trưởng thân thể, không phải ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trang Thừa Càn thanh âm tại Thông Thiên Cung bên trong gầm thét. Khương Vọng giữ im lặng. Ma khí đã gần đến. Trang Thừa Càn lập tức mở ra điều kiện, ta lấy đạo tâm lập thệ, đánh lui nàng về sau, nhục thân còn quy về ngươi. Chúng ta một lần nữa tranh đoạt. Khương Vọng buông ra khống chế. Chỉ ở một nháy mắt, cái này thanh tú thiếu niên ánh mắt đã biến. Đó là một loại bễ nghễ, uy nghiêm, lại rất ánh mắt phức tạp. Mà nhập ma bên trong Tống Uyển Khê, vậy mà lại một lần nữa gầm thét Trang. Ta là ngươi sâu nhất chấp niệm sao? Trang Thừa Càn, nhẹ giọng thì thầm, dậm chân hướng phía trước. Ta là ngươi yêu sâu nhất người, cho nên cũng là ngươi cừu hận nhất người sao? Hắn dậm chân, vung kiếm. Một kiếm liền đem những cái kia như rắn như dây thừng ma khí chặt đứt, một bước đã đón lấy Tống Uyển Khê. Tống Uyển Khê một móng phun trào ma khí, che mặt mà tới. Trang Thừa Càn một kiếm vung ra, tự nhiên đến cực điểm phá vỡ ma khí. Vì ngươi sửa móng tay. Cái kia nhọn móng tay thật dài bị chém đứt, chỉnh chỉnh tề tề. Hắn quay kiếm vào vỏ, đã cùng Tống Uyển Khê kề mặt mà đứng. Hai cây ngón trỏ đều toát ra tròn trịa huyết châu, kia là cỗ thân thể này đáy lòng máu. Phân biệt điểm tại Tống Uyển Khê lông mày bên trên. Thanh âm của hắn ôn nhu, ngón trỏ nhẹ nhàng bôi qua. Vẽ cho ngươi mày ngài. Cái này một vẽ, Tống Uyển Khê cái kia đầy uẩn điên cuồng con mắt vậy mà nhắm lại. Nhập ma 218 năm, đều là nửa mở con mắt, lại giờ phút này nhắm lại. Mà, Trang Thừa Càn nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đã xem nàng án về tàn tạ bệ đá. Chương 724, tiềm năng khác nhau. Trang Thừa Càn xa hơn không đầy đủ lực lượng, nhẹ nhõm áp chế nhập ma Tống Uyển Khê. Đây là cảnh giới bên trên tuyệt đối chênh lệch, lấy cao hơn Khương Vọng không chỉ một bậc tầm mắt, đến ứng đối đồng dạng cục diện, như đầu bếp dóc thịt trâu, tự nhiên trôi chảy. Uy hiếp đã giải trừ, Khương Vọng tự nhiên trước tiên muốn tìm về nhục thân quyền khống chế. Được rồi, hắn nói. Nhưng Thông Thiên Cung bên trong, Trang Thừa Càn nhanh chân đạp mạnh, ép về phía Khương Vọng, cái gì có thể rồi? Chỗ nào có thể? Lúc này nhục thân vì Trang Thừa Càn khống chế, dù là Thông Thiên Cung là Khương Vọng chỗ căn bản. Giờ phút này đối với Trang Thừa Càn áp chế cũng đã yếu đi rất nhiều. Trang Thừa Càn một bước tiến lên trước, Khương Vọng liền bị bức phải lui lại mấy bước. Chủ khách xu thế đã dị. Không nên quên, ngươi phát qua đạo tâm thể. Khương Vọng vừa sợ vừa giận. Ta thưởng thức ngươi hết thảy, cũng bao quát ngươi ngây thơ. Trang Thừa Càn cười ha ha một tiếng, đạo tâm thể. Ta có 231 loại phương pháp có thể phá giải, cần dạy ngươi sao? Hắn từ đến không có tính toán tuân thủ hứa hẹn. Cái gọi là đánh lui Tống Uyển Khê liền trả về thân thể. Căn bản chỉ là hoang ngôn, chỉ là lừa gạt Khương Vọng tạm thời từ bỏ chống lại thôi. Chỉ dựa vào một cái tay, hoàn toàn chính xác không cách nào chiến thắng Tống Uyển Khê, bằng không thì cũng không thể nào giấu giếm được Khương Vọng. Nhưng ở loại kia thời khắc sống còn, hắn vẫn không định tuân thủ tin ước chừng, mà là dùng cộng đồng nguy hiểm đến tính mạng lừa gạt Khương Vọng. Với hắn mà nói, minh ước bất quá một trang giấy, hứa hẹn bất quá một câu. Không cách nào phá giải lời thề, mới tính có chút quy buộc. Nhưng trên thực tế đối với thiên tài chân chính đến nói, khả năng cũng không tồn tại loại kia lời thề. Không cần nói đạo tâm thề, tâm ma đại thệ, huyết tế khế ước, trên bản chất đều chỉ là một loại đạo pháp diễn hóa. Hoặc lấy đạo tâm, hoặc lấy huyết mạch, thành lập được không cách nào chặt đứt mối quan hệ. Nhưng bất kỳ đạo pháp, đều có bị phá giải khả năng. Đạo thuật hệ thống phát triển cho tới bây giờ, lừa gạt đạo tâm biện pháp đã quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì, hiện tại các đại siêu phàm thế lực dùng cho chế ước môn nhân thủ đoạn. Đã trên cơ bản sẽ không có thuần túy lời thề. Trang Thừa Càn từng bước ép sát, nói thực ra, hắn rất chờ mong Khương Vọng phải chăng còn có thể mang cho hắn cái gì kinh hỉ. Chỉ có nắm chắc thắng lợi trong tay, đối với mình có đầy đủ tự tin người, mới có thể có được loại này chờ mong. Hắn Trang Thừa Càn đương nhiên là, mặc dù hắn cũng không cho rằng, hiện tại Khương Vọng còn có thể làm được cái gì. Hắn từng bước một tới gần, Khương Vọng từng bước một triệt thoái phía sau, chẳng mấy chốc sẽ tránh cũng không thể tránh. Nếu như tại tối hậu quan đầu ngươi chỉ tuyển chọn lùi bước, này lại nhường ta đối với ngươi phi thường thất vọng. Trang Thừa Càn lấy một loại ở trên cao nhìn xuống ngữ khí nói. Thông Thiên Cung bên trong câu nói này vừa dứt phía dưới, trong tai của hắn, liền nghe được một thanh âm. Một cái già nua lại nổi giận lấy thanh âm thả ra ngươi tay bẩn. Sát ý lạnh thấu xương, vang ở lòng đất trong động ma. Khống chế cỗ thân thể này Trang Thừa Càn ngạc nhiên xoay người lại, Tống Hoành Giang. Một cái căn bản là không có cách chất chứa lửa giận. Biểu lộ hung bạo lão giả, đang đứng ở đâu quật lối vào, nắm đấm nắm chặt, khí thế hung man. Rõ ràng là 800 dặm Thanh Giang đứng đầu. Tống Hoành Giang tại sao lại đi mà quay lại? Cái này không hợp lý.
Trang Cao Kiện cùng Đỗ Như Hối đều đã rời đi, nên nhìn đều nhìn, nên nói đều nói, hắn không có bất kỳ cái gì lý do trở lại. Trang Thừa Càn tâm niệm cấp chuyển, cấp tốc nghĩ đến vấn đề. Tại Khương Vọng lần thứ nhất đi vào nơi này quật trước đó, bởi vì tâm thần không ổn định, bộ pháp chậm chạp, còn bị bên cạnh Huyết Văn Quan Tài đá va vào một phát. Lúc đó giống như không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng bây giờ nghĩ đến, cái kia va chạm rất nhiều vấn đề. Ngươi tại cái kia Huyết Văn trên quan tài đá động tay động chân. Trang Thừa Càn tại Thông Thiên Cung bên trong hỏi Khương Vọng. Ta chỉ là nhắc nhở một chút Tống Hoành Giang, bí mật của hắn có người biết được. Khương Vọng trầm giọng lấy ứng, sau đó vậy mà không quan tâm, trực tiếp thần hồn thoát ra, rời đi Thông Thiên Cung. Không giống với dĩ vãng bất kỳ lần nào ngắn ngủi rời đi, lần này hắn mang đi tất cả lực lượng thần hồn, cơ hồ đồng đẳng với triệt để từ bỏ này căn bản nơi. Toàn bộ quá trình bên trong, nhìn cũng không nhìn một chút cái kia quấn tinh mãng. Hắn đem Thông Thiên Cung lưu cho Trang Thừa Càn, cũng chính là đem Tống Hoành Giang hoàn toàn lưu cho Trang Thừa Càn ứng phó. Tự thân lại độn vào thứ nhất nội phủ bên trong. Đối mặt Trang Thừa Càn tiến sát, hắn từng bước triệt thoái phía sau, cũng không phải là lùi bước, mà là tại kéo dài thời gian. Hắn cùng Trang Thừa Càn chiến đấu, sở dĩ trước tiên liền tiến vào gây cấn, cũng không phải là Trang Thừa Càn vội vàng. Trên thực tế toàn bộ trong quá trình chiến đấu, một mực là hắn đang tăng nhanh tiến trình, bởi vì hắn thời gian rất gấp, bởi vì hắn rõ ràng Tống Hoành Giang rất nhanh sẽ trở về. Vì cùng giả tưởng cái kia Khương Yểm đánh một trận, hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Thần hồn diễm tước, linh không điện, trường tương tư kiếm linh, hồng trang kính. Bởi vì tu vi không đủ quan hệ, chuẩn bị cũng không hoàn mỹ. Cho nên hắn một mực đối với Khương Yểm biểu hiện được rất bao dung. Nhiều khi giống như đều quên đi Thông Thiên Cung bên trong vị này ác khách tồn tại. Nhưng kỳ thật đối với một mực ý đồ ảnh hưởng hắn ý chí Khương Yểm, hắn từ đến đều không có cái gì bao dung, cho tới bây giờ đều không có cái gì tín nhiệm. Ẩn nhẫn chỉ là bởi vì không có nắm chắc. Tại Tân An Thành bên ngoài cái kia đêm mưa, tâm ma thai nghén sinh ra thời điểm, hắn liền ý thức được quyết chiến thời khắc tiến đến. Tại hắn sớm nhất trong kế hoạch, chính là muốn tại trong thời gian ngắn nhất đánh tan Khương Yểm, sau đó chạy trốn. Nếu như những thủ đoạn này cũng không thể có hiệu quả, vậy đã nói rõ hắn hoàn toàn không phải là Khương Yểm. Đối thủ vậy liền vì Khương Yểm, tìm một cái đối thủ. Dù là Khương Yểm giết chết hắn, thành công đoạt xá, Tống Hoành Giang cũng có thể đem Khương Yểm giết chết. Thành tựu nội phủ tu sĩ về sau, dù là Thông Thiên Cung sụp đổ, thần hồn của hắn cũng có thể tại nội phủ bên trong còn sống sót. Chỉ cần nhục thân không hủy, còn có cơ hội suy nghĩ biện pháp chữa trị Thông Thiên Cung, điều kiện tiên quyết là, hắn có thể tại Tống Hoành Giang, đánh tan Khương Yểm thần hồn về sau, hủy đi cỗ thân thể này trước đó. Một lần nữa tiếp trưởng thân thể, thuyết phục Tống Hoành Giang dừng tay, cái này không thể nghi ngờ phi thường khó khăn, thậm chí có thể nói cơ hội thành công xa vời đến cực điểm. Nhưng dù sao cũng so trực tiếp bị Khương Yểm vô thanh vô tức ép diệt muốn tốt, là dưới sự bất đắc dĩ mạo hiểm. Có tuyển, dù sao cũng tốt hơn không được chọn. Thông Thiên Cung bên trong biến hóa, chỉ ở trong khoảnh khắc. Trang Thừa Càn căn bản không kịp truy tung thần hồn của Khương Vọng bản nguyên, đã khống chế thân thể buông ra Tống Uyển Khê, rút lui bệ đá. Bởi vì Tống Hoành Giang nắm đấm đến rồi. Vị này Thanh Giang thủy quân một quyền xuyên thủng không gian, đang xuất hiện tại hai mắt khép hờ Tống Uyển Khê bên cạnh, chiếm cứ Trang Thừa Càn lúc trước vị trí. Cẩn thận nhìn Tống Uyển Khê một chút, thấy được nàng cũng không có thụ cái gì chí mạng thương hại, mới quay lại qua thân, lạnh lẽo nhìn, "Trang Thừa Càn, ta cho ngươi 10 hơi thời gian, cùng ta giải thích đây hết thảy." Người trước mặt này, cho hắn hết sức phức tạp cảm thụ. Đối phương né qua nắm đấm của hắn, quả thật có hắn có ý khống chế uy năng. Chỉ lo lan đến gần Tống Uyển Khê nguyên nhân, cũng hiện ra đối phương cảnh giới cực cao. Nhưng hết lần này tới lần khác trên người người này khí tức cường độ, tuyệt không có khả năng vượt qua ngoại lâu. Rõ ràng nhục thân rất là tuổi trẻ, không phải là bởi vì tu hành có thành tựu mà ở lại tuổi trẻ, là loại kia năm tháng không cao tuổi trẻ. Nhưng ánh mắt chỗ sâu loại kia tang thương, lại giống như là đã sống qua cực kỳ lâu, cái kia tuyệt không phải một người trẻ tuổi ánh mắt. Mà lại, tại cái này người trẻ tuổi xa lạ trên thân. Hắn chẳng biết tại sao, có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Đây cũng là hắn cho đối phương nói chuyện cơ hội nguyên nhân. Đương nhiên, tất cả tiền đề đều là Tống Uyển Khê cũng không chân chính nhận tổn thương gì. Trang Thừa Càn phi thường rõ ràng, hắn tuyệt không phải Tống Hoành Giang đối thủ. Tống Uyển Khê đồ cụ lực lượng, không có thần trí, hắn mới có thể lấy yếu chế mạnh. Tống Hoành Giang nhưng là cường giả chân chính, đã từng cũng tới gần động chân ngưỡng cửa tồn tại. Tuyệt không phải hắn chỉ dựa vào ngày xưa cảnh giới liền có thể vượt qua tồn tại. Cho nên hắn không nói hai lời, trực tiếp cầu xin tha thứ, xông lầm nơi đây, quả là mạo phạm thiên nhan. Thế nhưng thủy quân đại nhân, ta đã cứu ngài nữ nhi Tống Thanh chỉ tính mệnh. Chương 725, chiều vang lên. Tống Hoành Giang nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với loại này triển khai cũng 10 phần ngoài ý muốn.
Thanh chỉ. Hắn hỏi. Trang Thừa Càn thu nhiếp ánh mắt bên trong bễ nghễ bá khí, tận lực để cho mình lộ ra càng đơn thuần, càng có thiếu niên khí. Thành khẩn nói, ta là Phong Lâm Thành đạo viện học sinh, họ Khương tên Vọng, Phong Lâm Thành vực phát sinh biến cố lúc, ta liều chết cứu tiểu công chúa, việc này ngài hẳn là hiểu rõ tình hình. Phi thường tự nhiên đem Khương Vọng công lao chiếm làm của riêng. Thứ nhất nội phủ bên trong, Khương Vọng tức giận đến thần hồn đều muốn nổ tung. Cái này cái gì cức chó khai quốc thái tổ, cũng quá vô sỉ chút. Đoạt thân thể của hắn, còn đoạt công lao của hắn. Cần biết hắn lúc đầu cũng là dự định, tại Tống Hoành Giang đánh tan Trang Thừa Càn thần hồn về sau, dùng chuyện này đến bảo mệnh. Tống Hoành Giang trầm mặc một hồi, hỏi, huyết văn trên quan tài đá vết tích là chuyện gì xảy ra? Đây cũng là nhất làm cho hắn nghi ngờ một điểm, đối phương có ý cũng tốt, vô ý cũng tốt, xông vào bực này ẩn bí chi địa, phải nên thật cẩn thận mới là, như thế nào phá hư hoàn cảnh, lưu lại vết tích. Mặc dù cái kia vết tích rất nhỏ bé, nhưng ở hắn dạng này cường giả trong mắt, quả thực là quá trắng trợn chút. Tại hạ sông lầm nơi đây, thấy âm ma, thực tế khẩn trương, cũng không biết nơi đây có chủ. Trang Thừa Càn, một mặt khổ sở, thấy cái kia huyết văn kỳ quỷ, liền nhịn không được giật giật. Hắn tất cả biểu lộ tự nhiên như thế, không có chút nào sơ hở, đủ thấy đã tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đối với cỗ thân thể này khống chế. Tựa như Khương Vọng vẫn đang làm chuẩn bị đối phó hắn như vậy. Vì tốt hơn trưởng khống cỗ thân thể này, hắn cũng âm thầm làm rất nhiều chuẩn bị. Tống Hoành Giang mặt không biểu tình, lại nói, ngươi như thế nào xông lầm vào nơi đây không nói đến, liền nói một chút, ngươi là thế nào giấu giếm được cô. Lúc nói chuyện, hắn từ đầu đến cuối đứng tại Tống Uyển Khê trước người, đủ thấy đối với vị này thân nhân coi trọng, dù là nàng đã nhập ma, trên thực tế lại không phải thủy tộc. Ta cũng không biết sao giấu giếm được thủy quân. Chỉ là gặp nơi đây thần bí, liền cẩn thận quan sát, tại gian kia cực hoa lệ trong động quật. Bốn phía tìm tòi, cũng không biết sao động một mặt gương đồng, lại, vậy mà vào Thanh Giang thủy phủ bên trong, Trang Thừa Càn đối đáp trôi chảy, giống như căn bản không cần suy nghĩ, nói đến đều là lời nói thật, lời trong lòng. Bực này thuận miệng nói lời bịa đặt năng lực, quả thực xưng số một nội phủ bên trong Khương Vọng nhìn mà than thở. Đáy nước trong động ma, Trang Thừa Càn nơm nớp lo sợ tiếp tục nói, nhiếp tại thủy quân uy nghiêm, ta không dám ở trong thủy phủ đợi lâu. Tìm tòi nếm thử hồi lâu. Mới tìm được trở về phương pháp, liền lại trở lại nơi đây. Thực tế không biết sao giấu giếm được thủy quân đại nhân. Tại hắn thuyết minh bên trong, hết thảy đều là trời xui đất khiến. Vừa vặn hắn đi vào thủy phủ thời điểm, Trang Cao Tiện, Tống Hoành Giang đám người tiến đến. Lúc hắn trở lại, Tống Hoành Giang đám người cũng đã rời đi. Hắn thậm chí không biết, Trang Cao Tiện, Tống Hoành Giang những người này đã từng tới. Hắn vô tri lại đơn thuần, đáng tin lại hồ đồ. Vậy ngươi vận khí thực là không tồi. Tống Hoành Giang nếp nhăn trên mặt giật giật, đục ngầu con mắt nhìn không ra quá đa tình tự, đồng A là ngươi giết chết. Hắn cấp tốc liên hệ lên trước đó Đỗ Như Hối cưỡng ép đến nhà lý do, hiện tại xem ra, cái kia có lẽ không phải là lấy cớ. Trước mắt cái này có chút cổ quái trong người thiếu niên, rất có thể chính là giết chết đồng A hung thủ, mà Đỗ Như Hối thật truy tung đến nơi này tới. Nghe được Tống Hoành Giang vấn đề này nháy mắt, Trang Thừa Càn, biểu lộ biến bi phẫn, dũng cảm, bất khuất, hết lần này. Tới lần khác ánh mắt bên trong còn mang theo một vòng vung đi không được thống khổ, phi thường sinh động. Thanh âm hắn run rẩy nói, là, đồng A là lão sư của ta tự tay giết hắn. Hắn cắn răng, đè ép hận, bởi vì hắn vậy mà cùng Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối, dùng Phong Lâm Thành vực toàn thành bách tính làm đại giá, đổi lấy bạch cốt chân đan. Làm quan thất trách, vi sư thất đức, làm người mất bản. Ta không giết hắn, không thể bình tâm. Nguyên lai là dạng này. Tống Hoành Giang ánh mắt giật giật. Hắn lúc này mới tính biết Phong Lâm Thành vực chân tướng, đương nhiên kỳ thật hắn cũng không quan tâm Phong Lâm Thành, quan tâm là việc này bên trong, Trang Cao Tiện biểu hiện ra lấy hay bỏ, Trang Vương cung bên trong, phải làm giữ lại bạch cốt đạo tư liệu, biết bạch cốt chân đan chẳng có gì lạ. Hắn tự nhủ, Trang Thừa Càn phẫn nộ nói, làm người quân giả, sao có thể nhẹ vứt bỏ nó dân, ta tin tưởng thủy quân đại nhân, liền tuyệt sẽ không vứt bỏ thủy tộc bách tính. Hắn là như thế xúc động phẫn nộ, thống khổ như vậy, chỉ sợ Khương Vọng bản nhân. Cũng chưa chắc có thể lại xuất hiện bực này cảm xúc. Tống Hoành Giang lắc đầu, nhân tộc thủy tộc không giống, thủy tộc sinh sôi không dễ, có khác biệt gì. Trang Thừa Càn đánh gãy hắn, nhân tộc thủy tộc, sớm có cổ xưa minh ước, lúc đầu thân như huynh đệ, vì sao phân lẫn nhau. Ta không ưa nhất, chính là những cái kia kỳ thị thủy tộc người, quá mức quên gốc. Nhất là chúng ta Thanh Giang thủy tộc, vì Trang Quốc lưu bao nhiêu máu, trả giá bao nhiêu hy sinh. Chẳng lẽ bọn họ đều quên sao? Tống Hoành Giang rõ ràng biểu đạt chính là nhân tộc so thủy tộc sinh sôi dễ dàng, số lượng viễn siêu, càng có hy sinh chỗ trống. Trang Thừa Càn lại kéo tới hai tộc quyền lợi,
Hắn lúc này biểu hiện được hoàn toàn là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, kiên trì nhân tộc thủy tộc bình quyền, nhớ kỹ thủy tộc hy sinh lịch sử, kiên định giữ gìn thủy tộc quyền lợi. Tống Hoành Giang dạng này một lòng vì thủy tộc suy nghĩ thủy quân, hiển nhiên là hy vọng nhân tộc bên trong dạng này người càng ngày càng nhiều. Tại không cân nhắc cái khác nhân tố tình huống dưới, dăm ba câu bên trong tạo nên loại này hình tượng, có thể làm cho hắn tính an toàn tăng nhiều. Trang Thừa Cản cái này hoàn toàn là đúng bệnh hốt thuốc, hợp ý, Tống Hoành Giang biểu lộ quả nhiên nhu hòa một chút. Trang Thừa Cản lại nói, đây cũng là ta cho tới nay làm người tôn chỉ. Tại Phong Lâm Thành vực gặp nạn thời điểm, ta hoàn toàn không có cân nhắc nhân tộc thủy tộc khác nhau, ai rời ta gần nhất, ta liền cứu ai, như thế, mới có thể đem tiểu công chúa dây an toàn rời. Hắn trong mắt ửng hồng, thế nhưng là sư huynh của ta đệ nhóm, lại một cái vậy, ta muốn thay thanh chỉ cảm ơn ngươi. Tống Hoành Giang chậm vừa nói, đây là hẳn là, bất kỳ cái gì một cái có lương chi người, đều hẳn là làm như vậy. Trang Thừa Cản, ngôn từ khẩn thiết, biểu lộ chân thành, kỳ thật tại trước đó thời điểm, ta còn đã cứu thủy phủ một vị gọi tiểu xương cô nương. Lúc ấy có một cái tu sĩ nhân tộc đưa nàng cướp giật, mục tiêu là vì rút ra đạo mạch. Như thế ác độc hành vi, ta tự nhiên nhìn không được, thế là liều chết xuất thủ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vào lúc đó, ta nên thấy rõ Trang Đình chân diện mục. Bọn họ liền thủy tộc dạng này, vì quốc gia liều quá mệnh minh hữu đều có thể tướng hại, không thèm để ý chút nào lời thề, hứa hẹn, chân tình. Như thế nào lại chân chính để ý bách tính đâu? Cuối cùng trước kia ta vẫn là quá ngây thơ, cho nên mới không thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Hắn nói xong, ảm đạm rơi lệ. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới lúc đau lòng. Hắn vì hắn Phong Lâm Thành vực bên trong người nhà bằng hữu rơi lệ, biểu hiện được so cỗ thân thể này bản nhân càng đau xót hơn. Hắn hoàn toàn không sợ Tống Hoành Giang tìm đến tiểu xương đối chất, thậm chí tốt nhất là có thể tìm đến tiểu xương. Bởi vì hắn lời nói này, hoàn toàn có thể là thật. Tống Hoành Giang biểu lộ hỏa hoãn, cái này cũng không trách ngươi, hài tử. Thứ nhất nội phủ bên trong Khương Vọng nhịn không được. Hắn dẫn tới Tống Hoành Giang, là muốn xua hổ nuốt sói, cho mình sáng tạo trở về từ cõi chết cơ hội. Kết quả cái này một hổ một sói chẳng những không có quyết đấu sinh tử, ngược lại ở đây hàn huyên. Hơn nữa nhìn cái này xu thế, trò chuyện tiếp xuống dưới, hai người này nói không chừng còn có thể lại kết một lần nghĩa, tới một cái bạn vong niên. Hắn cắn, dự định quay về Thông Thiên Cung, đánh gãy Trang Thừa Cản biểu diễn. Liền chỉ nghe Tống Hoành Giang bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhưng ngươi không nên xuất hiện ở đây. Lời còn chưa dứt, khí thế đột nhiên thay đổi. Nắm đấm lần nữa oanh ra, mang ra không thể địch nổi uy áp. Thuộc về thần lâm cảnh đỉnh cấp cường giả lực lượng, đem Trang Thừa Cản quanh người không gian hoàn toàn áp chế. Hắn nhìn ra được Trang Thừa Cản cảnh giới cao hơn lực lượng, thế là trực tiếp lấy lực lượng cưỡng chế, không cho bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Đây mới thực là động sát tâm. Hắn thật cảm tạ trước mặt thiếu niên này cứu Tống Thanh Chỉ, cũng thật cảm tạ hắn vì thủy tộc cân nhắc qua, nhưng cũng thật muốn giết hắn. Tuy nói trước mặt thiếu niên này biểu diễn không thể bắt bẻ, thậm chí hắn dạng này duyệt vô số người tồn tại, cũng nhất thời phân biệt không ra thật giả. Nhưng hắn căn bản không tin tưởng, thiếu niên này đến đáy nước ma quật mục đích đơn thuần như vậy. Hắn không tin sông lầm, không tin trùng hợp. Mà đáy nước ma quật, ra không được nửa điểm ngoài ý muốn. Cho nên dù là, Trang Thừa Cản nói nhiều như vậy, biểu hiện được như vậy hoàn mỹ. Khi lấy được hắn muốn biết đáp án về sau, hắn vẫn còn không do dự xuất thủ. Vì toàn bộ Thanh Giang thủy tộc tương lai mà tính, tất cả ngoài ý muốn đều hẳn là bị xóa đi. Không cần nói, đó là cái gì? Một quyền ra. Thế là chiều văng lên, sông dâng lên, chết ngàn tỷ đến.